Rồi, hôm nay hướng dẫn em giải cái đề thi học kỳ 2 tháng 10 năm 2023, thời gian 90 phút của trường Trung học Phổ thông Cầu Giấy Hà Nội ha. Cái trường này cũng nổi tiếng Hà Nội đấy, cấp 2 và cấp 3 luôn, có hai trường riêng biệt với nhau, nhưng mà cấp 2 nó cũng là trường chủ điểm á. Thì để làm cho nó được đấy, cái tốc độ hơi nhanh đi nha, ở chỗ nào các bạn chưa thông theo kịp bạn cứ nói nha, lên tiếng để thầy giảng lại. Thì còn nếu mà làm chậm quá như bữa trước làm chậm có tới 5 giờ mấy luôn mấy sau thế vậy, cứ giảng hai đề lâu lắm phải nhau lâu. Rồi viết khai truyện của những thức niên cơ thì sẽ làm bài bản như thế này đó. Rồi chúng ta hiểu đây ha, A của chúng ta nếu mà trình bày theo tự luận nha thì đang làm theo tự luận thì cũng năm, thì ở đây C năm chấm tròn làm cũng năm nhờ nhớ nhớ nhé, C năm chấm một A mũ bốn B, C năm chấm hai A mũ ba B bình. Rồi chưa? C5 chập 3 đó, A mũ 2 B mũ 3 C5 chập 4 A B mũ 4 C5 chập 5 B mũ 5 C5 chập 0 là 1 x mũ 5 trên 5 chấm 1 là 5, trên 5 chấm 2 là 10 x mũ 3 trừ y bình là y bình, trên 5 chấm 3 là 10 x bình trừ y mũ 3, trên 5 chấm 4 là 5 x trừ y mũ 4 vuông là y mũ 4, trên 5 chấm 5 là 1 trừ y mũ 5 là trừ y mũ 5, mũ lẻ là chữ y trừ, thì đây là x mũ 5 trừ 5 x mũ 4 cộng 10 mũ 3 y bình trừ 10 x bình y mũ 3 cộng 5 đó, cộng 5 là x y mũ 4 trừ 5 y mũ 5. Rồi chờ hẹn cả nha. Từ năm đi mũ năm đó. Rồi vậy cái câu này chúng ta chọn đáp án là nào, là C này, C C C hai đề này đều có đáp án, nhưng đáp án thì trắc nghiệm đâu, cái quan trọng là mình có giải ra được cái không mà mình phải hiểu nó sâu sắc là. Rồi, vector nào dưới đây là vector chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox? Chỉ phương trục Ox là gì? Trục Ox nè, trục Ox này có vector chỉ phương là y, vector y vector y của mình đã là vector đơn vị đó là 1 0 à, vậy ở đây tôi chọn là D à. Đề hỏi mấy cái lạ lạ gì đó mà mình không biết là mình bà tới nha, không còn mình nhớ nè, mình phải làm có nhiều đề, mỗi đề nó đều có một cái gì, có những cái kiến thức khác nhau, nhiều khi mình nắm không hết được đúng không. Còn chỗ ôi là nó mất đi chữ gì, chữ y là y nó không, thì nó là đơn vị là gì, tại sao người ta phải gọi là y gì mà nó không gọi là vector khác, có bạn hỏi gì thấy không. Vector y di ga sau này ô z là ga, cái đó là người ta ký hiệu không à, tại người ta thích ký hiệu như vậy đó.
Câu số 3, có bao nhiêu số chẵn mà mỗi số có bốn chữ số rồi một khác nhau? Thì mình biết rồi, số chẵn đúng không? Đây là tập từ 1, 2, 0 nè. 0, 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, thì mình gọi cái số chẵn mình cần tìm đó là ABCD. Là cái số mà có bốn chữ số thì người ta ký hiệu gạch ngang. Tại sao phải gạch ngang? Nếu không gạch ngang thì mình hiểu cái này, nếu mình ghi như thế này thì mình hiểu làm sao, hiểu cái này giống như là nhân nhau đúng không, a b c d nó không phải là cái số cố số, nhưng mình đã ký hiệu gạch ngang để phân biệt phân biệt giữa này hiểu không. Nếu như mình học là hai a b thì nó giống như là nhân lại đúng không, cho nên tại sao vậy mình hiểu ha, đó là chúng ta là ký hiệu rồi, là số cần tìm. Trong cái đó thầy cũng muốn nói lên cho nên mà nói cho em biết thêm. Rồi bây giờ nè, bao nhiêu số chẵn, cái đặc điểm là cái từ phá của nó là chữ chẵn với cái từ khác nhau và bốn chữ số, bốn chữ số là rồi chữ khác nhau với chẵn, ưu tiên cho nè, ưu tiên cho khác chẵn trước là D, chẵn cùng là số chẵn. Thì trong trường hợp này số chẵn cùng là 0, 2, 4, 6, 8, nhưng mà cái số 0 á, cái đặc biệt là số 0 có thể đứng đầu là không được, cho nên mình D là không thì số không đứng đầu là tùy ý. Nếu mà D là không thì A là đứng đầu tùy ý, còn nếu mà D mà rơi giờ 2, 4, 8 thì A đứng đầu hay không, cho nên trong cái trường hợp này chúng ta không thể gom chung mà làm được. Mà chúng ta phải xét cái trường hợp một, tức là D bằng không. Đó. Thì số cách chọn D là một. Phần vẫn hiểu không? Ví dụ chọn D rồi, này đúng không? Đó, chọn D rồi là không nè, là một, chỉ còn lại là A B C là ba số, là trong đây còn lại là chín số, chọn ra ba dùng như ba chỗ là dùng A. À, chọn cách chọn A B C là chín số, chọn ra ba số dùng như ba chỗ à, thì C là số có tất cả là nhiều. A là lấy 1, A nhân A9 cộng 3. Rồi mình sẽ bấm ra A9 cộng 3. Chỉnh hợp cộng 3 của 9 của 3 nha. 504. Rồi trường hợp 2. Trường hợp 2 tức là D nó sẽ thuộc vô là 0, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Thì đây có bốn cách chọn, ví dụ chọn số 4 thì cái số đứng đầu là A nó sẽ khác không đúng không, vậy nó chỉ còn lại là 8 số nha, 1, 2, 3 nó sẽ bị tấm chính. Ở đây mình sẽ chọn A trước, mình số cách chọn A là 8 đúng không? Thì ví dụ nãy là số 4 chọn A là số 3 thì BC là còn lại mấy số, còn lại 8 số, chọn ra hai số dùng cho hai chỗ là dùng ra 8.2. Rồi vậy mình nhân lại nên tức là 4 nhân 8 nhân ra 8.2. Đó mình bấm máy nè, 4 nhân 8 nhân ra 8.2 đây bằng 1792. Rồi, vậy mình kết luận. Vậy có tất cả đó là 504 cộng 1792. Mình lấy 192 cộng 504 bằng 2296. Đó, mình chọn nó lấy là A. Đúng không? Chọn A. Vậy, chúng ta đi vào câu 4. Nhiệm vụ 4 nha. Trong một thẳng OC cho điểm M, đường thẳng D đi qua M cắt đôi với là đường thẳng AB. AB khác không, không phải khác không mà là khác ô. Nếu mà ghi khác không là sai, chữ ô để có cái đề góc lại.
Ừ. Đây là châu Âu đúng không? Tại vì chắc ô. Rồi sao cho tam giác OAB có diện tích nhỏ nhất tính biết phương trình đê? Thì cái bài này như thế này chứ thật ra là nhiều bạn làm cũng được bài này. Nhìn thì đơn giản như vậy đó. Nhưng mà không hiểu cái cách là làm được. Hai cái hình này tôi copy sẵn để mà lưu dụng cho nó nha. Để hôm mình dán cái hình lên mệt lắm. Hình này vẽ là lâu rồi, rất nhiều thời gian ha. Chủ yếu là phải giải ra cho đúng thôi. OC đúng không? Thì tôi vẽ tượng trưng cho em hiểu nè. Mình làm đi rồi nữa, làm đại học sinh giỏi làm được hết rồi, hiểu không? Làm bình thường không có gì chứ. Khi mấy bạn làm được học sinh giỏi cấp tỉnh được hết rồi là cái cao nhất của toán học lớp 10 rồi. Tại vì chỉ có lớp 12 nó mới có cuộc thi toàn quốc thôi. Cuộc thi toàn quốc là mình đậu được nhảy nhất, nhì ba là được tiến thẳng luôn. Còn không là một số trường đại học lớn đó, là nó sẽ cộng thêm điểm. Tức là nó không xét tuyển thì được cộng thêm điểm. Còn một số trường đó, nó cho tiến thẳng luôn. Còn cuộc thi tỉnh là chỉ được cộng điểm thôi chứ không được tuyển. Trong một khoảng ngôi thi cho điểm M, M21 đúng không? À, đường thẳng D đi qua M. Tức là nếu mình vẽ mình chính xác 21 cũng được. Còn không là mình được phép vẽ tiền tượng trưng. 21 nằm đây. Ở đây là thầy đang vẽ cho em hiểu thôi. Là em lấy tỉ nháp thôi đúng không? Mình sẽ vẽ vạch rằng cái đường tròn như thế đó. À, là cái hệ trục như thế đó. Cái này không cần vẽ nằm đây đâu, vẽ đại đâu cũng được, nhưng mà tại vì thầy vẽ cho nó đúng với cái gì cái hình đó luôn. Còn những cái tọa độ nữa nó cho ví dụ mấy chục sao vẽ đúng không, đây là vẽ tượng trưng thôi được ha, tượng trưng M thêm một rồi OC đây ha, O đây tiếp ra đây thì đây OC. Rồi. Đường thẳng D đi qua M cắt ô ý thi tại AB. AB cắt không, sao cho tam giác OAB có diện tích nhỏ nhất. Rồi như vậy vẽ đại thì chỉ biết nằm đâu đúng không? Dù vẽ đó. Thì nó có thể cắt theo cái đường dưới này và cắt xéo ở đây. Đúng không? Cắt tỉ mà. Thì đây là mình sẽ vẽ một cái đường để tượng trưng. Chỗ đây, ví dụ gì? Đó, là gì đó cũng vẽ sao vậy? Ví dụ gì đi. Đó. Thấy gì chứ mấy cái hình này nó nằm dần lắm. Và kiểu nó dễ nhanh, nhảy nháp thì nhanh đó, và dễ vô cái hình mà để giống như là trình bày cái bài giảng đó là không có dễ đâu, bởi vì trách nhiệm nó cho này là cái này mình sẽ bung mà nhát nó cho nó nhanh đó, cắt OX nè tại đâu à. OX tại đâu, tại B nè, rồi AB là cắt O, bởi vì sao không O, nếu mà nghe O hả không có tạo ra tam giác OAB nhé, nếu nghe O là không tạo ra tam giác OAB. Rồi diện tích nhỏ nhất. À, sao cho tam giác OB này nè, tam giác này có cái diện tích là nhỏ nhất. À, tức là à, SOAB à, à, OAB là min. OAB này là min. À, phương trình đường thẳng D là như thế nào? À, các bạn nó hỏi phương trình đường thẳng D này là như thế nào? Rồi nó đơn giản như thế nhưng mà có làm được hay không à. Rồi nói chung là để làm được phương trình thẳng D mình thấy nó đi qua một điểm mà đúng không, là mấy bạn phải biết là gì, là mấy bạn phải biết là có một điểm đi qua rồi à, một điểm đi qua rồi những cái vectơ khắc tuyến nằm đâu thì mình biết là thường cái gì nhỏ nhất lớn nhất đúng không, là nó ưa có cái vụ trùng nha, cho nên ô để nhỏ nhất thì OM phải vuông góc với AB à, tức là cái sao khắc tuyến là OM
nhưng mà mình phải lập luận làm sao nó vuông góc không mà đó, là mình phải dùng những cái công thức mà Cauchy rồi này nọ nha. Cho nên ở lớp mình ở cấp 2 mà mình cứ về mấy cái đó thì cấp 3 nó hay rồi, nhưng mà có nhiều bạn cấp 2 bây giờ chỉ tập trung để học mấy cái thực tế, cho nên nó khi mà qua cấp 3 nó yếu phần ta rồi, nhưng mà ngoài Hà Nội hay làm chương trình này, cho nên ứng dụng cấp 3 rất là nhiều. Rồi để làm được cái này thì bây giờ mình xem cái cách biến đổi để mình lập luận sao cho ôm mà là đường cao xem nhé, cũng bình thường thôi. Đó là có này. Quan trọng cái diện tích đó, đúng không? Thì ta có là cái tam giác là gì, mình dùng OA nhân OB đó, ta sẽ ôm diện tích là tam giác OA nhân OB đúng không, diện tích là ta có là tam giác OAB vuông tại đâu, vuông tại O. Thì hai hệ trục tọa độ thì nghĩ như tam giác vuông tại O rồi, thì diện tích tam giác của OAB đúng không, OAB thì nó sẽ bằng là gì, OA 1 phần 2 OA đúng không, OB đó. Nhưng mà mình không nhớ là cái mắt thức vô si là thua rồi, mình nhớ nó có thức vô si không, A cộng B đúng không, tôi có chỉ cái này nha, lớn bằng 2 căn AB, hai căn AB đây gọi là mắt thức vô si. À, góc bằng thức Cauchy. À, là dấu bằng sẽ ra khi nào? Dấu bằng sẽ ra khi và những khi A bằng B. Thì cái nội dung này chính là góc bằng thức Cauchy. Mình nữa mình làm được sinh giỏi học rất là nhiều. Và ở đây mình thấy nó OAB nè. Mình sẽ làm cho nó thấy là nó có 2AB nè. Được chưa? 2 căn AB. Đó, rồi đơn giản thôi. 1 phần 2 là mình nhân 2 vô OA nhân OB. Thật ra 1 phần 2 à, OA OB phải là OA bình căn OA bình OB bình không? Đó, tức là thằng này này, tức là 2AB nè. Đó, nó sẽ bé hơn bằng. Được không? Theo góc thức Cauchy thì nó sẽ bé hơn bằng. Đây, à, là OA bình cộng vô OB bình. À, đúng không? OA bình cộng cho 1 phần 2 OA nhân OB. Nhỏ nhất hả? À, là nhỏ nhất là phải là cái diện tích là nhỏ nhất đúng không? Thầy cái gì nhỉ? Nhầm rồi. Đúng không? Nhỏ nhất. Vì diện tích OB nhỏ nhất thì nó phải lớn hoặc bằng bao nhiêu? Rồi. Như vậy ở đây nếu mình dùng cái này thì không được nha. Rồi như vậy mình sẽ dùng là gì, 1 phần 2 nè, khoảng cách từ O cho đến đường thẳng AD O nhân với AB, đồng ý ha, khoảng cách từ O đến đường thẳng D nhân với AB đó. Rồi để coi coi đường thẳng D đi qua này. Nếu bây giờ khoảng cách từ O đến đường D, khoảng cách từ O đến đường D nhân với AB, OA cho để M đường D đi qua M, các O ý tôi là AB, AB khác O, để cho tam giác OB có diện tích nhỏ nhất. Để coi cái cách nào hợp lý đây, dùng khoảng cách thì này luôn luôn bé một ô mờ đúng ha, phải bé một ô mờ không được bé hơn cũng được, à b cái bài này dùng cách này thấy không hợp lý ha, chúng ta sẽ dùng cách nào đây, một phần hai OA nhân OB, nếu mà nhỏ nhất thì nó phải lớn mà nhiều đúng không, OA nhân OB tôi bảo là O nhân cả B
OH nhân AB. OH nhân cho AB. OH nhân AB. Rồi. OH nhân AB. Một chia OA bình. Dùng cái cách nào đây? Thôi, bài này làm cách này không được, thất bại. Đổi đổi làm cách này nè, chỉ cho cách này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy điểm A nè. Tức là tùy theo bài vậy đó. Bài này làm cách đó không thấy không thành công. A nhé, nó sẽ thuộc vô ít. Đúng không? Mình chia là ít A nó sẽ bằng IA, I đúng không? IA đúng không? Rồi, mình chia là A của mình đã là ít A. Mình biểu diễn vào một bảng, dùng diện tích mình biểu luận cái đó. IA không. Hiểu không? Đó. Rồi, có B, nó thuộc vô OI. Đúng không? B thuộc vô OI. Thì chia ra IB, OIB bằng 0. Chia ra B là 0, IB. Rồi, mình sẽ dùng 3 điểm thẳng hàng. À, dùng 3 điểm thẳng hàng. Chúng ta dùng cái điều kiện thẳng hàng. Được chưa? Ta tính ra nè. Tức là ở đây, và chúng ta dùng những cái điều kiện vuông góc này nè. Thì nó vuông góc rồi, không điều kiện vuông góc không dùng cùng nhau dùng thẳng hàng nhé. AM. Ta mình tính ra AM. Với BM, AM là lấy M trừ cho A, 2 trừ X A, 1 trừ 0, 1. Rồi BM, các bạn nói sao là biết làm cách nào thì mình làm gì tự động mình sẽ biết. Chứ bây giờ mỗi bài có cái đặc trưng khác nhau. Rồi BM là 2 trừ 0, 1 trừ IB. Ta sẽ dùng đó là gì? A M B thẳng hàng cho nên C là vector AM với vector BM là cùng phương. Cùng phương thì nhân chéo nó bằng chỗ không? Bằng đầu này nhân đuôi kia, bằng đầu kia nhân đuôi này. Cái kiểu cách là mình biết rồi ha. Tức là mình hiểu ha. Tức là này như này nè, tức là nhân chéo ấy, theo công thức là hai chữ ta hai chữ ta nhân cho một chữ IB đó, một chữ IB đó. Thì nó bằng là một nhân hai thì ở đây tính ra nhân vô hai trừ hai IB trừ ta còn ta y bên à, một nhân hai là bằng hai, mình đơn giản hai hai mất luôn. Được chưa? Như vậy nó sẽ còn lại gì? À, nên chuyển qua bên trái luôn đi, bên phải luôn ha. Chữ A này, à, thôi khỏi chuyển chữ A này, chữ B, trừ ít A, trừ hai y b bằng không. Đó. Rồi từ đây mình sẽ rút ra một trong hai thằng. Được ha? Tức là ta sẽ rút ở đây ta rút cái gì? Cái này ít chứ. IB hả? IB đúng không? XB là bằng 0 mà. Ta sẽ để XB chi ta? 2 chữ XA. Rồi 2 chữ XA nhân 1 chữ IB. Ở đây 1 nhân 2. Sao tự nhiên nó rồi nó được ít ít. XB được. XAIB chứ, IB. IB. Mình đặt XA nhân đi chung. Hay đặt IB nhân đi chung được. IB nhân đi chung đi. Rút ra B theo A. IB thì đây là còn là XA. Trừ 2, chuyển XA kêu bằng kia. Đó. Rồi, ở đây ha. Ở đây là mình đặt phân số mình nói mình nên nếu đó
nếu x a trừ 2 bằng 0 đó, để mình phải chia xuống mà rút ra ngoài mới được, thì x a nó bằng 2 đó, x a bằng 2, hiểu đây ha? Thì thay vô đây nè, à, thì sao sẽ tương đương, à, tức là ở đây mình xét cái này bằng không là nó không hợp lý nữa. À, x a bằng 2 thay đây là ib nhân không là bằng không, x a nó bằng 2 là không, hay là không thỏa, cho nên x a bằng 2 à, là loại. Rồi, nếu x a trừ 2 các không, để mình chia xuống thì tương đương x a sẽ các 2, thì sao thì tương đương đấy, ib rút ra là x a, phải có điều kiện các không mới chia được nhé, phải tự nhiên chia là nguyên xong luôn. Rồi vậy mình chia cái điểm b này, cái tọa độ là không, kia là x a thì x a trừ 2, tất nhiên cũng có nhiều cách khác đó. Theo thầy nghĩ là om cũng có đúng không? Ừ. Nhưng mà ở đây thầy cũng chưa có định được cái hướng để giải theo hướng đó à. Rồi. Thì các bạn cứ suy nghĩ coi các cách để chúng ta dùng cái giác OAB nè, được chưa? Có OA nè, à, thì lấy XA trừ XO thì XA bình phương trừ không rồi, à, không trừ không bình phương một không, thì nó mà trị được đó với XA, chứ còn nó mà XA là sai nha, tại vì chưa biết âm với dương. Và OB nè, thì lấy căn không trừ không bình phương, XB đó là XA, chưa? Thì XA trừ 2 bình phương, à, đấy là trị được đó. XA chia XA trừ 2. Rồi, chúng ta sẽ diện tích nè, tam giác OAB bằng 2 OA OB. OA là trị được đó với XA, OB là trị được đó XA nhân XA trừ 2. Vậy đây mình phải 1 phần 2 chung được. Được chưa? Rồi đây là XA bình. Hai chỉ tuyệt đối này nhân nhau thì bình phương. Thì tuyệt đối XA trừ 2. Rồi cái này sao mình biết được là lớn nhất, nhỏ nhất nó là bao nhiêu? Cái nó kêu là tìm giá trị gì? À, cho tam giác OAB có diện tích nhỏ nhất, nhỏ nhất là đây nó phải bé thôi, lớn một bằng bao nhiêu đúng không, thì nó có nhỏ nhất à, là nó lớn một bằng bao nhiêu. Rồi lớn một bằng bao nhiêu là sao mà mình giải để lớn bằng bao nhiêu đây, x a trừ 2 đó. À, trong một phần oxy vừa nặng D các khối thì tại D các O để cho diện tích OAB nhỏ nhất, tức là nó phải lớn hơn bao nhiêu đúng không? Rồi thì cái bài này sẽ như thế nào? XA bài này cái khó đúng không, không dễ nha, hãy coi là cái điều kiện này đúng không nhỉ, 2 trừ 2 b trừ a cộng hai b rồi hai b trừ a cộng min trừ 2 b là min b rồi a trừ 2 a rồi a chia a trừ 2. Ok, cái bài này làm sao, tới đây làm sao? Và cái này có lẽ là mình sẽ đem vô x a trừ 2 nếu bình phương lên
cái tờ bình chữ của Việt Nam. À, từ hai nhân rồi nó lớn hơn bằng bao nhiêu? Lớn hơn bằng bao nhiêu? Nếu chia được A thì biết A là khác A. Biết A thì nghe bình thường. Ít A bình trừ 4 ít A cộng 4. Ít A bình đường thẳng em đi qua mà các ô xôi tại AB ta cho diện tích nhỏ nhất để thành lập luận. Cái bài này là cái kiểu này thì thấy không ổn. Và diện tích nhỏ nhất đúng không? Và là bằng số 4. Rồi đúng rồi. Đi qua M các ô ý ta cho diện tích nhỏ nhất. Ok. Nếu thầy dùng OH đi. OH. Nhân cho AB. OH là về thì cũng vẫn được đúng không? OH. Lập luận làm sao mà để nó nhỏ nhất vậy? OA nhân OB. OA OB. Chúng ta hình như có một cái công thức là 1 chia OH bình. Đúng không? 1 chia OA bình. Cộng 1 chia OB bình. Đó, chúng ta rút ra OA bình. Cộng OB bình tức là BC bình, AB bình. Này là AB bình ha. Rồi AB bình. AB bình chia cho OA OB. Rồi rút ra dục qua dục lại đi. Là OA nhân OB. Cũng vậy ha. OH nhân AB. OH nhân AB. OH. Không làm như thế cũng hợp lý rồi. À, thì kiểm tra lại lập pháp này nha. OA bình OX đúng không? A thuộc OX là XA nó chia A nó không. Rồi ok. Ở đây là 2 với 1. Đúng không? 2 với 1 hợp lý rồi. Rồi. Mình sẽ lấy đem chữ XA. 2 chữ XA. Rồi 1 trừ IB là 1. Rồi. Đây là 2 chữ 0 1 chữ IB rồi thẳng hàng là nhân chéo này nhân này bằng kia nhân kia 2 chữ ta 1 chữ V 1 nhân 2 à, rồi nhân vô 1 2 trừ 2 V trừ XA cộng XA IV rút gọn 2 rồi đặt IV nhân tiền chung cộng XA trừ 2 chia nhau hợp lý thì IB nó sẽ bằng này rồi cái điểm B rồi điểm B nó sẽ như thế này à. Thì OA rồi bài này để sử dụng cái công cụ này mới được là ít bình nó biết rồi ít bình
Di dân gian bất bình trừ vô biết trong vô. Bất bình trừ vô biết trong vô. Rồi. Nếu mà đạo hàm nó ra. Đạo hàm nó ra. Thì đây ít a. Trừ ngày ta bình. Nhỏ nhất nó là bao nhiêu, nhỏ nhất nó là bao nhiêu đúng không? Bài này khó ha, không phải dễ đúng không? Ô A lấy A trừ O, A trừ O là đúng rồi, ô B lấy B trừ O, hợp lý. X trừ 1 bình thường, X trừ 1 bình thường. Và x bình trừ 2x cộng cho 1 thôi. Thì ở đây x bình lớn bằng 0. Lớn bằng 0 thì lại chia qua cũng không có được. Rồi anh em mình hiểu là như thế nào. Y bằng 2. Cho thầy tí xíu nha. Đường thẳng D có diện tích nhỏ nhất. OAB diện tích nhỏ nhất. Phải là diện tích khó đúng không? Nếu bây giờ mình xét bốn đáp án thì cũng được, mà thì nghĩ hôm nay là phương pháp đó thì nó không hợp lý, nó dài rồi hiểu không? Tức là xét bốn đáp án mình sẽ tính cái hàng nào diện tích nhỏ nhất, nhưng mà làm gì nó không có đúng logic của toán nha. Toán là không nên làm kiểu đó. Rồi, không nên làm kiểu đó thôi mà đúng chưa? Diện tích thôi em. Rồi mình sẽ lấy là gì, mình kẻ cái đường cao đây đúng không? Rồi kẻ cái đường cao đây mình dùng OH nhân AB. OH nhân AB, OH nhân AB mình gọi là đường trung tuyến nha, đường trung tuyến của hình đối OH nhân AB. Tam giác này có diện tích nhỏ nhất. OA nhân OB hoặc là 2A nhân OB. Thì OA nhân OB tức hai số này lớn nhất hay là nhỏ nhất ta? Này là đề nhỏ nhất đúng không? Tam giác OAB có diện tích nhỏ nhất. Đường thẳng D đi qua M cắt OX OY lần lượt tại AB, AB cắt O cho tam giác OAB có diện tích nhỏ nhất. Phương trình đường thẳng D OA nhân OB tan bằng OA bình bằng OB bình, thì cái đó là lớn nhất rồi. Nhỏ nhất thì nó phải lớn bằng bao nhiêu? Rồi OA lớn bằng bao nhiêu thì hiểu là như thế nào? OA lớn bằng bao nhiêu?
Rồi có lẽ là bài này chúng ta sẽ dùng vector pháp tuyến để chúng ta chọn. Rồi, cái này bây giờ chúng ta thế là này bây giờ chúng ta tới đây này, tới đây là đúng rồi đấy ha, là 1 2 3 b chỉ cần lập lượng cái bài thức này nhỏ nhất là được, là ok đúng không, chỉ cần bài thức này nhỏ nhất là xong. Màng này nhỏ nhất là bao nhiêu, bao nhiêu nhỏ nhất, điểm rơi nó là nhiêu, nó là một, nếu là một thì đây là một, cho này lớn bằng một, lớn bằng một thì có được đúng không, lớn hơn bằng một thì mình bình phương hai vế là nó có hợp lý. Hai này nhân lại cho điểm M21 đường thẳng D đi qua M, các tia OX OE lần lượt các tia OX tia, à nó cho chữ tia rồi, nãy giờ tôi quên ví dụ này, tia nha, tia OX OE lần lượt AB AB khác O, ta cho tam giác OB nhìn tới nhỏ nhất, tức là cái tia chứ không phải là cái đường thẳng hay cái trục OX, cho nên cái tia là tia từ O ra, vậy A phải dương đó. Rồi, cái này là A dương này. Đó, B, IB cũng là dương luôn. Rồi, bởi vì thiếu cái điều kiện đó là cũng là không 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 hợp lý nha. Đấy. Rồi, như vậy ở đây chúng ta hiểu là XA dương là bằng XA luôn. À, vì XA dương. Hiểu không? Vì XA là dương. Rồi, cái chỗ này. Các bạn là chỉ được có XA. Chia cho chị việc đó xa trừ 2 là bằng xa, à, chia cho xa trừ 2 được chưa, là chị việc đó xa chia xa trừ 2 hiểu không. Rồi, thì nếu ở chỗ này là dương thì cũng mình cũng có nói lên được cái gì đâu đúng không, dương thì cũng chưa nói được cái gì, hai cái chuyện tuyệt đối là nhân với nhau lại là dương bình thường, OA nhân OB, ô cái bài này gì mà nó cũng căng ha, OA nhân OB, OA nhân OB, nếu mình dùng O nhân AB và AB thì nó cũng giữ với M không được đúng không, đúng được. Rồi cái gì mà em mở cũng không được, OAB đó nó bằng một hai ô khác nhau giữa AB, nó bán bén và diện tích OAM vuông đi qua M vuông, rồi ồ rồi 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 hiểu, cái bài này cũng làm cái này được, à nhìn nhé, nè ta gọi H là hình chiếu. À, bài này là đúng như cái ban đầu làm được, làm cái cách này là không 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 ra nha, chỉ bị làm cách này mới đúng, tức là mình gọi H là hình chiếu, gọi H là hình chiếu vuông góc của nó lên đây.
nhất đúng không? Phải nhất thì kết của hàng này qua B à, đúng không? HAB rồi, H là chiếu của O lên AB, OH nhân AB, à, nó sẽ luôn luôn mà bé nó bằng OM, OM nhân cho AB. Đường thẳng đi qua mặt các quỹ tại AB sẽ cho chúng biết tăng diện OAB nhỏ nhất. Phương trình đường thẳng đen, phương trình đường thẳng đen không lẽ là dùng đáp án, có thể là dùng đáp án không? A B tại vì cái cơ sở suy ra cái này là không được. OH nhân AB AB OH AB bình bằng OA nhân OB, AB bình là bằng OA nhân OB. Được, hãy coi lại nhé. Đây, xem cái lập luận này coi nhé. Thầy dẫn lấy cái hình này đúng không? Có lẽ là H là hình chiếu của O lên lên đường thẳng D. Thì ta có này, diện tích tam giác OAB bằng là 1 phần 2 OH nhân AB đó, bằng OH nhân AB mà mình hiểu là sao? OH nhân AB chính là mình nhân vô 1 phần 4 đi, mình nhân 2 bằng OH bình nhân AB bình đó, mình dùng bất cứ oxy đó, này nó phải lớn bao nhiêu chứ đúng không? Con này nó bé hơn cũng được, lớn hơn và để lại bằng theo hát đi. Đó. OH thì nó chỉ bé hơn thôi chứ sao lớn hơn được đúng không? OH chỉ bé hơn thôi. AB AB đó. AB là căn AB nhé, AB là đấy căn AB bình bằng bằng 2 OH. AB bình dùng Pythagore là OA bình OB bình đó. Chỗ này mình dùng công thức oxy hai số này OA bình OB bình là 1 bằng 2 OH nhân cho hai lần căn của hai lần căn OA OB OA OB hiểu không? O A nhân cho O A O A bình O B bình O B bình hai lần O A O B bình hai lần O A bình O B bình là 1 phần 2 O H nhân 2 O A O B O B đúng không? Lý nha. Rồi đây mình sẽ hiểu ra là OA nhân OB rồi 1 phần 2 căn OH OA nhân OB thì mình biết là diện tích tam giác OB là bằng 1 phần 2 OA nhân OB này. Đầu tiên cái này chữ ha, diện tích đó tam giác OAB là bằng 1 phần 2 OA nhân cho OB. Như vậy OA nhân OB bằng 2 lần diện tích tam giác OAB. Mình thay vô đây
chính là hai nhân cho hai là diện tích tam giác OAB. Hiểu điều này ha? Rồi vậy đây mình rút căn hai ra là 4, đây là ngoài là 2, rút còn 1 là 2, thì còn OH nhân diện tích tam giác OAB. Rồi thì đó mình phải suy ra diện tích tam giác OAB nó lớn bằng, đúng không? Cái này nó cứ chia chia vào ghê. Đó. Cái tam giác OB nè, nó lớn hơn bằng OH nhân cho diện tích tam giác OB. Rồi đây mình sẽ chia xuống. Rồi đây là nếu mà mình chia xuống thì diện tích tam lớn bằng OH bình. OH bình luôn luôn là bé bằng OM bình, cũng không được đúng không? Cái bài này đúng ra là lớn nhất, nếu mà nhỏ nhất thì chắc là phải dùng đáp án rồi chứ không có thể lập luận ra được đâu ha. Rồi thì chúng ta phải dùng đáp án thôi. Rồi xóa sổ này nhé, thì là đáp, cái này phải có lớn nhất thì mới lập luận được theo cái mắt thức vô si đó, còn nhỏ nhất là quá tai. À, hiểu không? Cái này đôi khi mình phải dùng đáp án, tức là đây nè, mình xét cái trường hợp xét đáp án A này, tức là các bạn tính khoảng cách đó, từ O đúng không cho đến đường thẳng D đó là AB đó. A tức là thẳng D đó. Đó, chính là chiều cao, được chưa? Mình hiểu ha, tức là bây giờ mình sẽ giải ra bốn cái rồi mình chọn cái hợp lý mình dùng. Thì đầu tiên nè, M đúng không, nó phải thuộc vô đường thẳng đấy, mình xét nha, M nó sẽ thuộc vô bốn đường thẳng này. Thì nếu mình xét đáp án A đó, M là phải thuộc đường thẳng D. À, thì nếu mình thay vô cái đầu tiên này là 2x là 2y là 1 hay là thỏa, x là 2y là 1 thỏa, x là 2y là 1 thỏa luôn, x là 2y là 1 chẳng thỏa, cho nên bốn đường thẳng này thỏa, cho nên không có dùng cái đường thẳng để loại đáp án nha. Vậy mình sẽ tính là tọa độ giao điểm đó, tức là xét A đó, tức là tọa độ giao điểm điểm AB thỏa. Được chưa? Tọa độ giao điểm A chứ thỏa, mình hiểu không? Tức là OA thỏa là dùng tọa độ giao điểm A nó của D và OX, của D và OX. D của mình là này nè, x trừ y trừ 1 bằng 0. Vì nãy giờ cái bài này cũng thể làm phương pháp lập luận được nha bạn, tức là nó cho cái kiểu gọi là bảy học sinh đó, tên yếu là làm bài này để bị nó gài kiểu này là mất thời gian này. Bài này lớn nhất thì mình mới có cách để mình làm, nhỏ nhất là chúng ta không có xử lý bằng cái phương pháp bắt thức được. Rồi ở đây là chúng ta hiểu y bằng không thì ít nó bằng là một, bấm máy là cũng được nha. Rồi thì mình chia ra điểm A là 1 0. Rồi trang đáp án A nha, ở đây trang đáp án A đây. À, tọa độ giao điểm B bài này hữu công của D và OX là thỏa OY. À, là ta lấy này OY là x bằng 0. Và chúng tôi được x bằng 0 thì y sẽ bằng nhiêu? Y sẽ bằng là trừ 1. À, thì mình chia ra điểm B. Được chưa? B của mình ha, đó là 0 trừ 1 là loại. Vì sao? Cái B này thuộc tiêu x, nó mới cho là không. Vì B thuộc tiêu x, B nói chung là chúng ta nói trên đây trước đi, ta hiểu nha. Tức là A thuộc tia OX
Không, thì là XA nó bằng IA nó bằng không. Và XA phải là dương. Và B thì TOY. Vùng cái T nha, nó cho rõ ràng là vùng T chứ phải là vùng trục OI nha. Thì là X, B không. Và IB là dương. T là nó đi lên. Đó, cho nên là loại vì X, vì IB không. Đó. IB đó. Còn trừ một âm rồi xét B xét độ giao điểm A đó là lấy là x trừ hai y x trừ hai y không đó, thì y bằng không thì x bằng không loại luôn đó. Bài này cho đọc ha, cho cái kiểu dùng đáp án không phải là dùng cái cách để lập luận các bạn, tức là a không không là nó trùng với ô và đề cho a là khác ô ha, trùng với ô không không vì a khác ô, thấy cho đọc không, cho kiểu gì mà đi tìm đáp án, mình đi tìm lời giải là thua luôn. Bạn thấy cái đề nó gài kiểu này thì học sinh yếu yếu biết đường giải luôn. Rồi tọa độ giao điểm A B, bởi vì chính vì vậy nó không kêu tìm diện tích, hiểu không? Nó cho bốn phương trình để mình mới loại được tích, còn tìm diện tích là phải này nào cũng được, à, hiểu không? Cố bởi vì nó không kêu tìm diện tích nhỏ nhất chứ còn không là nó kêu tìm rồi. Cái cách hỏi này rất là ghê gớm, nó giả gài vô ha. X cộng 2y trừ 4. Anh hiểu không? X cộng 2y chứ không là nó hỏi liên quan đến diện tích. Y bằng không là x bằng 4. X bằng 4. Y bằng không. Đó. À. Rồi. Tức là cái có sẽ có một đáp ba đáp án loại đó. Rồi, ở đây là x cộng 2y trừ 4 bằng 0, x bằng 0 thì y sẽ bằng 2, có luôn thì đáp án này nhận nè. Rồi mình chế đáp án D, chắc chắn đáp án D phải loại chưa, đáp án D cái câu trình là 2x trừ y trừ 3, y bằng 0, x sẽ bằng 3 bằng 2, đúng không? Đó. Nhưng mà cái dưới á, còn cái dưới đó ha. Hai dưới thì nếu mà có trùng nhau thì mình so sánh hai nào nhỏ nhất thôi, lấy hàng đó thôi. Này tạo được dưới điểm A nhé. Cái này là AB, AB. A, cái này là AB. Và cái này là A, cái này là B này. 2X trừ y trừ 3 bằng 0. X bằng 0, y trừ 3 lỗi luôn. Rồi xong. Đó. Loại ha, vì sao loại nó cũng thích đây là B nó bằng là 0 trừ 3 vì trừ 3 rồi như chọn C, thấy nó gài ghê không, nó gài cái này bởi vì nãy giờ tôi chuẩn bị nó gài luôn, tức là đi theo cái hướng giải ra đáp án nó không giải được, à, tức là các bạn không có cơ sở để giải ra được theo cái phương pháp, bởi vì nó không tìm giá trị, bởi vì nó không kêu tìm diện tích chứ còn không là nó đã kêu tìm diện tích rồi. Nên là trong những cái phương trình nó chỉ có xét ra những phương trình đó thôi. Rồi, à, hình dung được ha. Rồi, à, ta sẽ đi vào câu số 5. Mất thời gian con này quá ha. Rồi. À, câu số 5. Trong hệ trục tọa độ đi cho điểm M, N với tâm M, N. Thì kể ra trên sao giờ ha. Đâu có biết được, muốn cho 4 trừ 1 là ra 3, trừ 1 là ra 2, à nó kêu tính độ lớn à, mô đun đúng không, và 3 x trừ 2 đúng không, 3 x trừ 2, mô đun này chính là mở nợ, đúng không, độ lớn, 3 trừ 2 bình phương, 9, 13, căn 13, chọn đáp án A. Nên là phải cẩn thận nha, thi là phải cẩn thận.
để tránh trường hợp nó gài bẫy mình. Một đường mà là rồi, thế bây giờ cô sáu. Tìm tọa độ tâm y và bán kính R của đường tròn. Này dễ đúng không? Đường tròn C nè, có dạng C nha. X bình cộng y bình trừ 2AX. Trừ 2BY bằng C bằng 0 với điều kiện là gì? A bình cộng B bình trừ C dương. Đó. Rồi chúng ta đồng nhất với nhau. Rồi chúng ta suy ra. Trừ 2A sẽ bằng là trừ 2B sẽ bằng là 4. Mình C sẽ bằng là 4. Rồi, ở đây chúng ta giải là A là 1, B là trừ 2. Rồi, đây là A bình, cộng B bình, trừ C, 1 bình, cộng cho trừ 2 bình, trừ cho 1, 1 dương. Chỉ suy ra đường tròn C có tâm y là AB 1 trừ 2 và bán kính là R là căn 4, R là căn A bình của B bình, C bình là 2. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án là B 1 trừ 2 2 B. Rồi chúng ta đi vào câu 7. Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục quỹ? Tiếp xúc với trục quỹ định thế nào? Là khoảng cách từ tâm cho đến trục quỹ nó bằng bán kính, hiểu không? Hay nói cách khác, khoảng cách từ tâm đó nha. Đường tròn khoảng cách từ tâm cho đến trục quỹ là bằng bán kính. Hay nói cách khác là tung độ của bán kính chính là bằng khoảng cách từ tâm cho đến trục quỹ, tức là mình hiểu không? Như nào? Trục OX ví dụ là OX như thế này, OX đi ha. Cái đề này hay bạn ơi, cái đề của tôi nghĩ cái đề này không hay bằng đề sau, nhưng mà tôi thấy nó hay, giờ tôi giải tôi thấy nó hay, nó cho trong có, nhìn bề ngoài thì dễ nhưng mà trong có, tức là y nè, y của mình là bằng bán kính, tức là mình tìm ra tâm y nó bằng bán kính, mà bán kính tức là gì? Bán kính tức là y của mình là bán kính đúng không? Đó, y mình là bán kính. Hay nói cách khác á, là mình giao với trục OX nó có nguyện kép, nguyện kép nha. Tiếp xúc tức là giao với trục OX có nguyện kép, mình có nhiều cách giải lắm. OX là y bằng to, đó là có nguyện kép là được. Ở mình làm cái đó ha, làm cái nguyện kép đi. Tức là xét A nha, là tọa độ giao điểm đó. Và mình nói là để C đường tròn tiếp xúc với trục OX khi mà chuyển đi, đó là phương trình mình độ giao điểm tức là tọa độ giao điểm khi mà chỉ khi là C và OX có chung cái duy nhất một điểm chung rồi thì tọa độ giao điểm này, tọa độ giao điểm của C và OX họ
đó, cái phương trình của nó là đầu tiên là ít bình, quy bình trừ năm không, không biết là y bình không. Nói chung nhiều cách giải mình làm biết mình biết cách nào được y bằng không, thì đây là ít ít bình đúng không, thay vô đó trừ năm không, và nó có hai nghiệm nha, ít mà cộng trừ căn năm đó là nó có hai giao điểm đúng không, tức là căn năm không với căn là với trừ căn năm không, cho nên thì là có hai giao điểm nha. Hai giao điểm đó là căn năm không và trừ căn năm không loại rồi xét B tọa độ giao điểm hỏa, mình đưa cái phương trình đường tròn này vô đó. X bình trừ 10x, nó cho kiểu này kiểm tra đáp án không, làm với mình yếu yếu mình làm cái này mệt xỉu luôn. À, tức là xét từng đáp án ít là không đúng không, ít là không thì à, y là không đúng không, ít bình này, trừ 10x này à, trừ 10x cộng 1 bằng không đó, mình hiểu ha, trừ 10x bằng 1 bằng không, thì cái phương trình này bấm máy ra vô nghiệm đó, đó 9 2 2 1 trừ 10 này. 1 à, vô, à, có nghiệm chứ đúng không, à, có nghiệm 1 trừ 10 1 đúng không, hai nghiệm 5 cộng trừ 2 căn 6 à, cũng dễ thôi, có nghiệm thì cũng 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 hai giao điểm được chưa, 5 cộng trừ 2 căn 6 5 cộng trừ 2 căn 6 tức là mình chia ra hai giao điểm, tức là 5 cộng 2 căn 6 5 trừ 2 căn 6 ghi cụ thể luôn để nữa là bạn biết những cái đề khác nó có liên quan, biết cái cách để xử lý. Mình chia ra loại có một giao điểm rồi, step C, C là đây x bình cộng y bình cộng 6x cộng 5y cộng 9 bằng 0, thì đây mình sẽ bỏ đi y, y bằng 0 đúng không, bỏ đi y. À, ít bình cộng sáu ít bằng không là nghiệm kép, ít mình trừ ba, ừ. Ít cộng ba bình phương bằng không, ít mình trừ ba, à, suy ra có một giao điểm đó là trừ ba không, hiểu không, trừ ba không, hay ha, nói chung là đề hay rồi, chắc là hay hơn đề sau, tôi cũng chưa biết nhưng mà được nhìn sơ thì tôi tưởng đề sau nó hay hơn đề này, tôi chưa biết. Đúng là Hà Nội cho đề chắc giao đó. Đề là đưa vô là mình phải có cái tầm mình mới làm thôi. Ít bình cũng như bình trường nghĩa. À, cái này quay lại thành phố mình thì mình thấy nản, nản lòng luôn. Tại vì cái đề phố mình cho thật ra cái mình nói thì nó cũng nhiều khi nó cũng không có hay lắm, nhưng mà chắc là ở ngoài miền Bắc đặc biệt là Hà Nội người ta đầu tư lắm cho giáo dục này. Chứ không phải như mình đầu tư rất kỹ và nguồn khoa học đề loại nha, C rồi câu 7 là chọn C nha, ta đi vào câu 8. Giải bóng chuyền cụm Thanh Xuân Cầu Giấy gồm 9 đội bóng tham dự, trong đó có 6 đội trường ngoài và 3 đội trường trung học phổ thông Cầu Giấy. Rồi. Ban tổ chức bóc cho bóc ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng ABC, mỗi đội mỗi bảng có 3 đội. Thì 9 đội thì mỗi bảng có 3 đội đúng không? Mà trong 6 đội của trường ngoài và 3 đội Cầu Giấy, trường ngoài là trường nào không biết nhưng mà chắc có lẽ cái trường Cầu Giấy này nó là tổ chức cho nên nó ưu tiên nó được nhiều đội hơn và ba đội, còn những trường kia chắc là mỗi trường lượng đội
tính xác suất để ba loại bóng của trường trung học khoa học Cầu Giấy ở ba bảng khác nhau. Tức là mình hiểu ít gì, ví dụ bảng A đây, là gồm đội một đúng không, đội một, đội hai, đặt theo thứ tự gì đi ha, bảng B trong não hiểu gì nha, tại tôi sợ bạn hiểu tôi ghi vậy luôn, ba bốn năm sáu đi. Bảng C ví dụ là đội 6 7 8, hay là 1A đi, 2A, 3A đi, 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C. Rồi như vậy ở đây, tức là ở đây mình hiểu là sao? Bây giờ xác suất để ba loại bóng cầu giấy ở ba bảng khác nhau. Xác suất để ba loại bóng cầu giấy, vậy là không gian mẫu như thế nào? N omega là như thế nào? Bạn hiểu không? Thì là omega. Bây giờ mình sẽ sắp xếp thành ba bảng, đúng chưa? Thì nó có chín đội thành ba bảng. Thì đầu tiên bảng thứ nhất mình phải sắp trước chín, chín đúng không? Mình chọn ra ba, đúng không? Là mình sắp vô được có một bảng mà, đúng không? Là bảng A, cho nên mình dùng C chứ không có sắp vô được ba ba một bảng là ba đội đó thôi. Chứ nó không có kêu là theo thứ tự nha, thì để vậy thôi bạn hiểu không, chứ là chừng nào theo thứ tự nữa mới tính cái khác. Tức là ở đây là chỉ là C chính là chậm 3, tức là 9 đội mình chọn ra 3 đội để mình sắp vô có bao nhiêu cái chọn là cho 9 chậm 3, thì mình có bao nhiêu cái sắp vô A đòi bảng A có một cái sắp đúng không, rồi còn lại 6 đội thì mình chọn ra 3 có bao nhiêu cái sắp vô đòi B là một, rồi tiếp theo là chín đội, đây thì còn là ba đội, mình chọn ra ba sắp vô, thì chọn ra ba thì sẽ là được ba sắp vô có một, khỏi ghi nhân một, mấy cái đều có nhân một hết đó, hiểu không? Vậy đây chín là chọn ba, nhân sáu chọn ba, chọn ba chọn ba là một, khỏi nhân nha, à, nó bằng là 1608, hay là 1680, được chưa? Đó. Rồi mình sẽ gọi A là cái biến số đó mà ba đội bóng trường Cầu Giấy ở ba bảng khác nhau, ba đội bóng trường Cầu Giấy ở ba bảng khác nhau thì số khả năng xảy ra A là NA đúng không? Thì ba đội này ở ba bảng khác nhau, thì ví dụ bây giờ bảng A đi thì ba đội này đúng không, nó có ba đội của giấy, chọn ra một đội dục vô có một cái dục thôi đúng không, vậy mình sẽ dùng là C, tức là C 3.1 đó, hiểu ha, hiểu này chưa? Rồi cái đó là bảng A đấy nha, còn hai đội còn lại 6 đội chọn ra 2 đội còn lại, tức là 6 đội trường ngoài nó chọn ra 2 mà dục vô thì chỉ có một cách dục thôi chứ không phải nhiều cách nữa nha, chứ không phải là theo thứ tự nha, cho nên dùng vẫn dùng C cũng dùng A nha, 6 chấm 2. Rồi sau đó còn lại 2 đội của cầu giấy chọn ra một đội để dục vô là B là có một cách dục, cho nên dùng C 2.1. Rồi nhưng mà trường khác chỉ còn có 4 đội đúng không, 4 đội mình chọn ra 2 đội C4.2 có một cái chụp, và cuối cùng là còn lại là một đội cầu giấy chụp vô thì C1.1 thì thôi mình ghi nhân cho một, nhân cho một tức là có một cái chụp chưa không, đúng không? À, tức là mình bấm này ra 3.1 là 3, 6.2 2.1 là 2, 4.2
540 đó, hiểu không? Rồi xác suất giải ra A là VA bằng LA chia NVA. Nói chung mà để làm được cái này nó câu hỏi rất cao. À, cũng là một giáo viên đầy đủ kinh nghiệm, mới đủ khả năng xử lý mấy câu này, phải là đơn giản đâu. Thấy nhìn vậy thôi chứ ra nó không có đơn giản nha. Để lập luận logic ra mà giải được là phức tạp lắm đấy. 9 phần 28 nha. Rồi, chọn án là D. À, ngày xưa tôi thi cái này là cao nhất là 9.8 và để đại học cái xác suất cao nhất khoa luôn các bạn, hai lớp toán. Tôi cũng thích cái môn này lắm, cái phần này lắm. Rồi tính tổng các hệ số trong khai triển Newton này. Đó thì các bạn phải chuyển về một chọn cho đường hệ x này. Rồi các bạn chờ này 1 phút để uống nước đấy nha. À, các bạn hỏi ủa lên đại học học lại cái này không có, là cái cao hơn các bạn nó cũng vậy đó, nó tự nâng cao hơn, cái độ phức tạp nó cao hơn ha, nhưng mà nó cũng dựa trên cái nền tảng này. À, đây là C 4.0, nó kêu là tổng các hệ số, tổng hệ số không có làm này được, làm này lâu lắm, mình sẽ chọn ý còn một là tổng các hệ số ha, tức là ứng với x bằng một ta có là một trừ cho hai một bốn là một trừ cho hai là trừ một bốn, được chưa? Cái này mình gặp hoài đúng không, là một đó, vậy mình sẽ chọn đáp án là C. Đó. Mình học càng nhiều đề thấy nó khác liền đúng không, cái nội con mình nó thay đổi liền đó, giờ giải được 22 đề rồi đúng không? Có tất cả bao nhiêu, có tất cả bao nhiêu cách sắp xếp 6 quyển sách khác nhau vào một hàng ngang, dễ rồi, 6 quyển sắp thành 6 chỗ là 6 giai thừa, quá đơn giản, nên n người sắp vô n chỗ là n giai thừa trong cách xếp cần tìm là 6 giai thừa, quá đơn giản, cũng cho mấy cái bài dễ gì nữa. Nhưng mà nhiều bạn gì chứ làm được. Rồi B là ít, cái phần này quá là đi thi là khó, cái phần này chỉ khó chịu nhất mà thấy nó cho nhóc trường em đóng luôn nha. Rồi cho tập hợp A 0 1 2 4 5 6 từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5, 5 chữ số khác nhau hết cho 5 thì cái mấu chốt của vấn đề là gì, 5 chữ số khác nhau đó và chia hết cho 5 thì ưu tiên cái gì trước, chia hết cho 5 trước khác nhau sao, nhớ ha, thì giống như bài này đó. Rồi A, B, C, D, E. Có người gọi A1, A5 cũng được, cái nào cũng được. Là số cần tìm. Đó, cái này là chúng ta dùng gì? Đây nè, tức là cái sở chất hai trường hợp mới được. Để chia hết cho 5 là cùng là 0 với 5. Nên số cần cùng bằng 0 là khi E nó bằng 0. Đó, thì số kết chọn E là 1. Đúng không? Rồi. Khi chọn thức không ra rồi, còn lại là bao nhiêu số? 6 số. Chọn là 4 số, dùng cho 4 chỗ A, B, C, D. Dùng A. Số kết chọn A, B, C, D là đó, mình dùng A. A, 6, chất 4. Rồi, bạn đây. 6, chất 4. Chọn, nhưng chọn. A chắc 4 có thể là B để C 360. Vậy
thì là số các số một trong 360 là 360 số. Rồi trường hợp hai đó là e nó 1 năm thì số cách chọn e là cũng là một, nhưng mà mình sẽ chọn a là trước nữa. Số cách chọn a là thì a nó ví dụ mình chọn số 5 rồi thì a nó cũng không được là số không, ví dụ là nó sẽ còn là 1 4 6 nè, nó cho 5 cách chọn. Ví dụ nó chọn số 3 đi, chỉ 5 với 3 lấy ra rồi, chỉ còn lại là 5 số, đúng không? Chọn ra 3 số dục vô 3 chỗ, đúng không? Tức là số cách chọn BCD là dùng A, A5, chọn 3. Bấm ra luôn, ở để luôn, bấm luôn được cũng được. Nó lẽ trên hãy để luôn, để tôi làm biến. Cái nó sao? Số là lấy là gì, 1 nhân 5 nhân A5 chấp 3, và bấm 1 nhân 5 nhân A5 chấp 3, đây A5 nhân A5 chấp 3 rồi 300. Rồi mình kết luận dùng viết tắt cộng à. Và cái nào cũng hoàn thành nhiệm vụ dùng viết tắt cộng, và số các số cần tìm là ở lấy 360 cộng với 300 360 số chọn A. Hiểu không? Rồi, ta sẽ đi vào câu số 12. Cái đề này cũng nhằn dữ người ta. Rồi, chúng ta nghĩ chắc là cái đề này xong chắc cũng hơi bị lâu. Cũng là hai đề khó được ha. Để hiểu thì không có đơn giản đúng không? Gieo 1 đồng tiền cân đối và đồng chất 4 lần, xác suất để cả 4 lần xuất hiện mặt sắt, 4 lần xuất hiện mặt sắt tức là sao, hiểu này, không gian mẫu tức là có nhiều người dùng quy tắc nhân xác suất rồi. Cái quy tắc nhân xác suất nó chỉ lên lớp 11 mới được dùng nha, lớp 10 mà dùng quy tắc nhân xác suất đó là không hợp lý. Rồi. Nhưng mà một số trường nó lại cho dạy trước chương trình lên lớp 11 mà học lại cái này nữa, nhưng mà cao hơn vậy hiểu không? Rồi nói chung cũng dễ thôi chứ có gì đâu, bạn yên tâm, bạn hiểu không? Đó, học sinh giỏi mà làm được qua cái này làm cái gì nè. Mình hiểu là gieo đồng tiền thì nó có hai mặt sắt nữa, thì lần thứ nhất có hai cái chọn mà nó 4 lần, hai hai nhân hai hai đó là làm sao, có nhiều người ta để 2 mũ 4 cho rồi à, ví dụ leo thì ghi 100 lần không, không lẽ mình ghi 2 x 200 lần đúng không? Rồi a là biến cố đúng không, là cả 4 lần xuất hiện tắt à, số khả năng xảy ra là một thôi. Tại vì sao sắp thì chỉ có một cách thôi, không thể có nhiều cách được ha, cho nên là xác suất xảy ra là a nhé. Cái này nó quan trọng lắm, cho nên mấy bạn biết tại sao lớp 11 học 2 năm không? Bởi vì sau này cái này ra đời rồi mình phải thực dụng cái này trong cuộc sống rất là nhiều, hiểu không? Cho nên người ta mới cho mấy bạn học học về, tức là xác suất này sau này ra mình thực dụng nhiều trong cuộc sống lắm, hiểu chưa? Ứng dụng trong cuộc sống. Rồi câu 13, trong mặt thẳng OX cho điểm M gọi B là hình chiếu của M lên OX tiếp phương trình thẳng B, thì cái hình chiếu của M lên OX là mình biết rồi. À, mình không biết thì mình coi cái hình là mình không biết, ví dụ M đó chiếu ra ít là cái chỗ này là M phẩy đi, thì cái ít M với M phẩy nó trùng với nhau đúng không? Hoặc y M chia M phẩy là nó khác nhau, nhưng mà M phẩy của nó chiếu ở đây là không, hoặc ít nó là bằng đó, tức là ít M hiểu không?
đấy, nó sẽ là XML với XML phải là trùng với nhau đó, khi chiếu ra đấy. Còn Y Y mà đúng không, là họ biết nhiều nhưng mà Y mà phải chắc chắn là bằng không, bởi vì nó thuộc OX đó, tức là Y mà phải bằng không. Và tương tự OY cũng vậy, hiểu không? À, ví dụ ở đây chiếu M vô Y là M hai phẩy đi, thì Y nó trùng với nhau tức là Y M, nên mình hay là Y M nó bằng Y M phẩy. Còn X của M phẩy chắc chắn là bằng không, bởi vì nó thuộc chiếu xuống đây là bằng không, tức là X M hai phẩy nên hai phẩy bằng không. Thế thôi, vậy mà nhiều bạn cũng không hiểu, không biết cách làm. Tức là đã có là A là hình chiếu, à mình ghi chung AB là hình chiếu của X, cho nên mình suy ra A. À, chiếu lên OX thì X nó trùng với nhau, Y nó bằng không, tại vì nó thuộc OX là nó mắc Y. Đó, vậy M sẽ chiếu lên để nó giữ lại X thôi, là một thôi. Còn chiếu lên Y nó giữ lại Y, tức là không hai mắc X. Rồi tới đây mình biết phương trình đường thẳng AB là theo đoạn chắn quy đầu cho nó nhanh. Mình nhớ phương trình theo đoạn chắn không? Phương trình đường thẳng AB theo đoạn chắn rồi mình quy đầu lên để cho nó giống, tức là x chia cho a, y chia cho b đó. Nhớ lại nha, quy đầu lên tức là 2x cộng y bằng 2, chuyển về 2x cộng y trừ 2 bằng 0. Đúng ra là phải để là AB cho nó đúng theo cái được không? Và cái kiểu đoạn chắn này là mình gặp rồi nha, trong sách giáo khoa đó luôn. Thì chúng ta chọn là B. Rồi, ta sẽ đi vào câu số 14. Xeo một con xúc xắc hai lần, xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm. Xác suất để một lần xuất hiện mặt 6 chấm. Dễ quá, đúng không? Không gian mẫu. Cái câu này là hoài em nọ mày ghê. Lần thứ nhất có 6 lần, mặt 2 6 mặt, tức là 6 mũ 2 đi, 36. Rồi, sẽ gọi A là biến cố đó, ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm, ít nhất một lần, ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm, tức là có thể là một lần và cũng có thể là 2 lần, được chưa? Nhưng mà mình hiểu là sao, à ở đây cái bài này cũng khá là hay. Ở đây nó kêu rằng là ít nhất một lần xuất hiện được 6 chấm. Thì nếu mà bài này á, chúng ta dùng một phương pháp liệt kê là hợp lý nhất chứ không có cách nào chưa. Hiểu chưa? Không có cách nào. Tức là còn không thì chúng ta sẽ dùng phương pháp gì nè. Tức là lần đầu xuất hiện mặt 6 chấm và lần hai không có 6 chấm, tức là số lần xuất hiện là tức là trường hợp một ta xét thì ha, tức là lần một xuất hiện mặt 6 chấm, lần hai không xuất hiện mặt 6 chấm, thì suy ra số là số lần xuất hiện là lần một xuất hiện 1 chấm thì có 1, còn lần hai không xuất hiện 1 chấm là có 5. Mình hiểu không? Lần một xuất hiện 1 chấm là chỉ có 1 khả năng xảy ra, là sao? Lần hai không xuất hiện 1 chấm là 1 đến 5, cho nên là 5. Rồi trường hợp hai ngược lại, lần một lần lần hai xuất hiện mặt 6 chấm, lần một không xuất hiện mặt 6 chấm, số lần xuất hiện còn không hết thì liệt kê, ít liệt kê cũng được,
tức là lần hai xét nghiệm cho cháu là có một, lần một có xét nghiệm cho cháu là 1 đến 5 lần 5. Và trường hợp 3 đó là lần một và lần hai đều xuất hiện một cháu chấm, tức là số lần xuất hiện là 1 nhân 1 ha, lần một 6 chấm lần hai 6 chấm là có một khả năng thôi, 1 nhân 1 rồi 1. Cái này để chữ làm đúng, để chữ cắt này không đúng. Rồi chia ra số khả năng, chia ra số khả năng đã ra A là NA cộng là 5 cộng 5 cộng 1 là 11. Rồi, xác suất xảy ra là VA bằng NA chia trên là omega. Đó, là bằng 11 bằng 36 tối giản. Chọn đáp án C. Rồi, chúng ta đi vào câu số 15. Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch lần lượt là như thế này. Số trung vị, một số liệu trên trung vị như vậy, tức là sắp xếp theo thứ tự không giảm. Và mình dùng ít ca cùng một, cái này có lý thuyết nhắc lại. Mấy cái này mình sợ mình quên. Cho nên đi thi và ôn lại hết nguyên cả năm. Nó muốn cho gì nó cho. Nó hỏi là một trường một, mình quên là mình không được điểm 10 rồi. Ô kỹ là mấy cái công thức nha. Đó, để coi tránh trường hợp mình quên, mấy cái này mình biết nhưng mà mình quên chứ không phải là mình không biết không hiểu. Đó, số trung vị nè, nếu nó lẻ chẳng đó là mình sẽ dùng cái công thức của nó để mình xem toàn. Thì bây giờ mình sẽ sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, cứ làm bám sát sách giáo khoa là được. Rồi, 6,5 đúng không? Rồi, 8,4. 6,9. 7,9 nó nằm ở giữa đây. Rồi, 7,2. 2,5. Đó, Hà Nội là nó hỏi lén đó, không có chừa cái gì đó. Đó, cho nên mình học gì mình nhớ hết cả năm luôn. Rồi, đúng không? Có tổng cộng là 7 nhân viên, 7 số liệu. Đó, thì nó có là gì? N 7. 7 phải là số lẻ không? 2K. Thì 2K cho mình 6, thì K cho mình 3. Đó, vậy mà lẻ là trên là gì? Trung vị tức là M XK cộng 1. ME đó. Số trung vị. ME. XK cộng 1. Rồi X4. 3 cộng 1 4. 7 4 là mình điểm từ trái sang phải. À, x1 là 2,5, x2 là 3, x3 là 6,5, 4 là 6,7. Rồi 6,7 triệu đồng. À, mình sẽ chọn đáp án là C. Rồi, tới đi vào câu 16. À, câu này cũng là của học trường 1 đó nè. Chưa? Đó là gì? Biết số gần đúng của số A là gì? Và độ chính xác là như thế này. À, ước lượng sai số tương đối. Coi là sai số tương đối. Đây. Sai số tương đối. Công thức là delta A. Đúng không? Bằng delta A chia này. Delta A chia cho hai ngang. Nhưng mà delta A nè. Nó lại bé bằng D. Và D chính là sai số. Hiểu không? D chính là sai số. Còn trị đó của A này. Trị đó của A này ha. Trị đó của A này chính là. Đây nè. A là số gần đúng của A ngang, delta A gọi là sai số tuyệt đối, được chưa? Đấy, rồi hiểu ha. Như vậy cái bài này là chúng ta hiểu đây ha, chúng ta có đây là số gần đúng A và độ chính xác là D, thì delta A này nó bé hơn bằng delta nè chia A đúng không? Thì delta nó bé bằng D. Đó, chia cho trị tuyệt đối của A. Trị tuyệt đối A là cái số gần đúng.
thì đó nó còn D là có như đây ở gì mình chia nha, đó đúng không, lấy delta A chia cho thì đó của A, nó nằm trong lý thuyết không ạ. À, nhưng mà mình không nhớ là không được nhặt gì là hiểu không, là delta A nè chia cho chị được đó của A, mà delta nó lại bé bằng D cho nên bé bằng D thì chị được đó của A, nó cùng mẫu ha. Tử bé hơn thì bé hơn, và D của chúng ta là 150, A là chỉ được đó của nó là 3975421. Rồi bấm máy tính là chỉ được đó số vuông mà chính nó đi. Rồi 150 chia cho 3975421. Rồi chính cái này nhiều khi mấy bạn không biết đường ghi và nhấp vô đây nè, nhấp vô shift n là 0, cái này là coi có mấy số 0, ở đây là 5 số 0 tất cả đúng không, 3 3 7 7 đúng không, 3 7 7 đấy, 3 9 7 5 4 2 1 đúng không, sao thấy 7 7 để coi cái đề này. Ba chín bảy năm a là 3975 421 đúng không, 3975 421 150 đúng rồi, 3975 421 150, 150 chia 3975 421 bốn số không, 3077 là thành 38, tại sao đây không có đáp án 38, và là máy sao có 38 397 5421, chắc chắn là hai đáp án CD là loại rồi, tại nó không có đúng ha, chỉ có AB thôi, lẽ là đáp án nó bị cái này là mình dùng bình thường nhé. Rồi mình bấm ra nè, mình hiểu không, 150 nè chia 3975 421 đó, mình ra ra là 0,4 số 0, 37 377 là hình là 38 thôi chứ đâu phải 39, 0 4 số 0 đúng không, 3975 421 3975421, độ chính xác là 150. Hãy ước lượng sai số gần đúng. Rồi, đó là hiểu nè. Delta nó bé bằng D. Được chưa? Đó, D. Ở đây như thế này đáp án, mà đáp án thì chúng ta không thấy có đáp án đó, sao ra là chính được ta, 5 số 0 ồ biết số gần đúng A với độ chính xác D là 150. Đó, hãy ước lượng sai số tương đối. Hãy ước lượng sai số tương đối. Rồi, như vậy sai số tương đối này làm sao? Sao mình chia ra mà nó không ra? Đúng không? Ba chín bảy năm bốn hai một, rồi 3975421 rồi đề này sai đó bạn, bạn biết tại sao sai không?
đề này ha, đề này cái đề này nè, mấy mấy bạn nó thiếu một số là số 7 chỗ này nè. Tại sao 7? Bạn search Google, bạn dịch Google có liền bài này à, tức là nó đánh máy thiếu, để gốc thiếu luôn 3 7. Bạn search nhưng mà không có vô, bạn gì cũng vô, có thêm số 7 nữa được, đề gốc nó bị sai 3 7 9 5 4 1, thêm một số 7 nữa được, được chưa? Đó rồi, hiểu không? Cho nên là nhiều khi ra đề bị sai của nó cũng làm cũng không ra được. À, bạn hiểu không? Là cũng bỏ tay luôn. Bạn chạy đi không có, tôi thưởng cho bạn 1 tháng học phí luôn. Tức là 3 7 9 7 5, 3 7 9 7 5 4 2 1, hiểu cái đó ha. À, 3 7 9 7 5 4 1 rồi mình bấm tiếp này, tiếp này, cái nào tiếp cái nữa, đó là không, đây là 5 số 0, 3 9 đó, 4 9 đây là bỏ nha, hiểu không? Đó, khổ ghê ha. Bởi vì cái đề mà đã nhập một cái rồi thì làm Citadel cũng chưa ra được, chọn A nha. Và các bạn thì Google đảm bảo có trăm trăm, hiểu không? Tức là hay, nếu mà mình làm theo cái đề nó ra đáp án nè, nó có đáp án đầu ra, nó làm sai đề sao ra, tức là mấy người này người ta cũng copy từ ở đâu đâu, hiểu không? Đó, rồi người ta dùng vô mình là quên đánh máy, thiếu số 7 vô rồi, hiểu không? Chuyện đó bình thường mà, nó cái gì cũng có sai, hiểu không? Ai đâu mà đúng hết tất cả được. Nhưng mà những cái đề thi lớn như đề thi đại học, đề thi tuyển sinh lớp 10 thì không có thể sai được, cái đó là sai là tội nặng lắm. Em cả nước thi mà để sai là cũng được, đúng không? Còn mấy cái cuộc thi học kỳ này á, thì trong trường tổ chức thì sai là bình thường, cùng lắm cho điểm hết cũng không có vấn đề gì nha. Chỉ có 1 khóa 10 nhưng mà cũng có vấn đề đó, nhưng mà vấn đề nó nhỏ thôi. À, một hộp đựng 5 bi đỏ và 4 bi xanh có bao nhiêu cách lấy ra, 2 bi có đủ 2 màu, bao nhiêu cách lấy ra 2 bi có đủ 2 màu, tức là màu xanh màu đỏ, hiểu không? Đó bị dễ vậy, số cách chọn, số cách lấy là một, một xanh thì có 4 cách chọn, một một đỏ có 5 cách chọn, 4 5 20. Đơn giản ha, 17 chọn C. Rồi 18. Thật sự là muốn giải 2 đề lắm luôn, nhưng mà nhìn cái tình hình như thế này là đi 2 đề chắc 6 giờ, hiểu không? Tôi rất muốn giải thêm một cái đề, đề này cũng nhìn sơ cũng rất hay lắm, nhưng mà tình hình kiểu này là 2 đề không bỏ qua à. Đúng là cái đề này nó căng thiệt, nó phức tạp đó nha, bạn nhìn sơ sơ gì thôi chứ đi vô là nó gài tùm lum trong này hết. Rồi trong một thẳng OXY cho 4 điểm ABCD, phân tích CD theo AB và AC dễ ở. Bây giờ hồi đó mình là mình đặt cái với tờ giải là đặt mình CD bằng M đi, M AB đi, năm học kỳ 1 học rồi đó. Nhưng đó mình học là cái thuần túy, mình biết rõ trên hình đó, cái nó khó cái này, hiểu chưa? Hình học đó mới là hay đó. Chứ còn hình học này tọa độ là không hay nha. Nếu bạn không tin bạn lên hỏi thì cô bạn tôi nói không, không có sai đâu. Hình học thuần túy hay hơn hình học tọa độ, và nó khó hơn. Trừ 1, trừ cho trừ 3, 3 là 2. 8 trừ cho 4 là 4, bằng M, AB. AB lấy B trừ A, 0 trừ 1 là trừ 1. Rồi 3 trừ cho trừ 2, 2 là 5. AC trừ 3 trừ 1 là trừ 4. Rồi 4 trừ cho trừ 2, 2 là 6. Đó, 2, 4, nhân vô là trừ M 5M trừ 4N
6 n à, trừ m trừ 4 n 5 m r sao đồng nhất với nhau thấy đơn giản hơn đó là cái này trừ m trừ 4 n bằng 2, 5 m 6 n bằng 4, rồi mình giải cái hệ này ra mà n là sao. À, bấm máy hay ẩn ra thấy không, vô cái đề là nó khó mà nó sẽ không cho dễ dàng, thì nhìn sơ là cái đề này cái bộ nhẹ, thì định làm hai đề nhưng mà nó hồi đi vô làm thế là căng. Thế bởi vì tôi nói cái đề trường này hay, tôi nói lại là trường kia nó không bằng đâu, hai với trường một cái đề mà lớp 9 đó, mà của hàng cậu giấy này nè, nó khó kinh khủng luôn các bạn, kinh thiên động địa luôn cái đề đó, giỡn đâu, nhưng mà hai nha, nào là một à, như 18 mình sẽ là cái câu này đó là câu hai à, thấy chưa hay à. Những cái câu này bạn làm 20 đề còn lại vẫn chưa có gặp cái dạng này đúng không, nó cũng cho trong chương trình nhưng mà nó lấy những cái kiến thức mà mình thấy mới, mình chưa có gặp ở những cái đề kia ha. Rồi bây giờ con số 19, xác định tất cả các giá trị của A để góc tạo bởi đường thẳng này và đường thẳng này 45 độ đó, cái này cũng là hay nè, thấy chưa, con này đọc lạ con đấy. Thì bây giờ mình chuyển về vector đường thẳng đấy, đường thẳng này nếu mình đặt đó là đường thẳng D1 đi. Có vectơ chỉ phương là U1 à, phải nó bằng A đứng trước D với trừ 2 đúng không? Và mình chia ra đường thẳng D1 có vectơ phát tuyến là N1. Mình đổi tọa độ nó lại, tức là 2A. Rồi, đường thẳng D2. Có vectơ phát tuyến N2. Nó bằng là 3, 4. Đi ra đường thẳng. Rồi à, góc thì nó là 45 độ thì theo đề bài ta có cosin 45 độ đó là bằng cosin góc tạo bởi hai vectơ đó là n1 và n2. Cái gì thì đó ở bên ngoài để cho mình ra bằng, mình sẽ lấy là 2 x 3 lấy cái tập phát tuyến, 2 x 4 chia căn 2 bình, 3 bình, 3 bình, 4 bình thì trên chính là 4A cộng 6 ở dưới là căn 2 bình 4 đây là 5. Đó. Mình sẽ cho nó bằng là để tức là cos 45 độ là căn 2 chia 2. Rồi, tới đây mình sẽ bình phương hai vế ra. Các bạn bình phương hai vế. Hay quăng qua quăng lại cũng được là 2. Là các bạn sẽ lấy 2 nhân cho tỉ được đó 4A. Cộng 8 bằng căn 2 nhân là 5 căn 2 nhân căn 2 bình 4 rồi bình phương hai vế ra, đây 2 bình là 4, 4 a bình 6 bình phương là 4 bình là 16 a bình, còn 2 nhân 4 là 8, 8 6 bình 8 a 6 bình là 36, 5 căn 2 5 bình 25, 25 nhân 2 là 50, căn 2 bình 4 căn. Rồi
Ở đây chúng ta nhân ra 4 x 16 là 64 ha Bình. Đó, 4 x 48. 4 x 48. Là 192. À, 4 x 36 là 144. À, bằng 50 A Bình cộng 200. Nó chuyển về luôn. À, trừ 50 A Bình trừ 200 bằng 0. À, ở đây là 64 trừ 50 là 10, 14 A Bình. 192 A để lại. 144 trừ 200 là nhiêu? 56 trừ 56 bằng 0. Giải ra nghiệm có 922 14 192 mod 922 là 14 192 đó trừ 56 là 2 phần 7 trừ 14 A bằng 2 phần 7 hoặc A bằng trừ 14. Không có điều kiện của A thì chúng ta sẽ chọn đáp án là 2 phần 7 trừ 4 là A. Thấy không? Không có dễ ăn đúng không? Thế thế gì chứ đề nó không khó nhưng mà nó dài đó. Nhìn nó ngắn ngắn thôi chứ đụng vô là nó dài thòn. Được chưa? Hiểu không? Cho phương trình điều kiện của M để phương trình 1 là phương trình đường tròn. Đó, đó chính cái điều kiện đó quan trọng không? Tức là sao? A bình cộng B bình trừ C dương. Điều kiện đó là A bình B bình trừ C là dương. Đó, nhưng mà mình phải đồng nhất trước. Đường tròn có đường tròn này là C đó có dạng C trừ 2i trừ 2bi cộng C và con đó, mình đồng nhất với nhau để mình giải ABC mình lấy cái điều kiện đó trừ 2a nó bằng là trừ 2m trừ 2b trừ 4 em trừ 2 và c là 6 trừ em rồi giải ra ở đây chia xuống a nó sẽ bằng là em ở đây chia xuống là b cho mình là 2 nhân em trừ 2 đúng không? À, điều kiện như thế này A bình em bình cộng B bình là 2 nhân em trừ 2 bình trừ C là trừ 6 trừ em dương đó thì em mà bình cộng 4 em mà bình trừ 4 em mà cộng 4 trừ 6 em mà dương nhân vô em mà bình trừ cộng 4 em mà bình trừ 16 em mà cộng 16 trừ 6 cộng em dương thì ở đây là em mở bậc 5 em mở bình à, trừ 16 cộng em mở là trừ 15 em mở 16 trừ 6 là 10 dương và bấm máy là hai niệm có 9 2 2 5 trừ 15 10 2 với 1 đúng không? Nào, 2 với 1 cái này mình quen quá em. Đó. Thì trong trái dấu ra hai cũng là dương trong là trừ ngoài là cộng và mình sẽ lấy dấu dương là lấy dấu cộng là lấy hai bên đúng không à, em mà không có dấu bằng cho nên nó bé một hoặc là lớn hai đúng không tức là mà bé một lớn hai chúng ta sẽ chọn đáp án là D.
À, đi vào câu 21. Để đánh giá mức độ phân tán của mẫu số liệu thống kê với số trung bình, ta dùng tài liệu là sau đây. Với số trung bình, ví dụ số trung bình là sai, đúng không? Tức là phương sai đó, mình coi có ý nghĩa của phương sai ha, là đánh giá mức độ phân tán của số liệu thống kê so với trung bình. Và sẽ coi lý thuyết lại cái này nó thuộc về lý thuyết, thì mấy bạn phải nắm lý thuyết kỹ thì mấy bạn có trả lời được cái này. Mọi cái nó đều có ý nghĩa nè, ví dụ mod ý nghĩa là gì? Đó đây nè, phản biến thiên ý nghĩa là gì, phương sai có ý nghĩa là gì, đây ý nghĩa của phương sai nè. Đó, phương sai là trung bình cộng các phương độ chuẩn của số liệu. Đó là phương sai và độ lệch chuẩn, là được dùng để đánh giá mức độ phân tán các số liệu mẫu quanh nó so với trung bình, thấy chưa? Đó, tức là ở đây mình sẽ dùng là phương sai. Phương sai hay độ lệch chuẩn đều giống nhau ha, đều đánh giá hết, nhưng công thức nó là lấy căn lên, thì mình sẽ chọn đáp án là phương sai. Và thấy nó cho rất là đầy đủ không? Nó muốn kiểm tra toàn diện luôn, coi coi thật sự là học sinh này có nắm hết tất cả những cái kiến thức hay không, có lỗ hổng chỗ nào không. Nó dò tìm rất là kỹ lưỡng luôn. Đề còn giấy mình đâu vừa ha, cho căng lắm em. Rồi câu tiếp, tìm các giá trị thực của tham số m để cái đường thẳng này song song với đường thẳng này song song, mình học rồi, tức là hai cái a nó bằng nhau còn hai cái b nó khác nhau. Lớp 9 mình đã học rồi, tức là để hai đường thẳng song song. Khi mà chỉ khi là hai cái hệ số góc nó bằng nhau, chưa? Tức là lớp 9 mình để biết cái này rồi nha. Chúng ta cần phải lớp 10. A1 là A2, mà B1 là khác B2. A1 là gì? A1 chính là M bình trừ 3. A2 là 1 trước x. B1 là gì? 3 cộng 1. B2 là trừ 5. Thì trên mình chuyển về M trừ 4 cộng 0. Nên mình chuyển qua 3M khác là trừ 6. Thì đây là M bằng cộng trừ 2. Ở dưới là m khác trừ 2, vậy mình sẽ lấy m bằng 2 thôi. Như mình cũng chọn đáp án là C. Rồi, mình sẽ đi vào câu 23. Kê dân số Việt Nam năm 2022 là 7, này đọc là 79 triệu. Nói chung là năm 2022 là 79 triệu 715.675 người. Ở số ít như ta, tôi nhớ dân số Việt Nam nó chín mấy triệu rồi đó. Sao kỳ vậy ta? Ok, nó đi ha, để coi được gốc là phải. Thầy nhớ Việt Nam là như gần đây là chín mấy triệu lâu rồi, sao mà có bảy mấy triệu rồi ta? Năm 2002 là chiều cái năm này năm nào nó sửa lại năm 2002 gì đó. Rồi hiểu không, nó chế chế mà nó quên sửa lại cái năm, quên nó sửa lại cái năm nó quên. Rồi, nói chung là vậy đi ha, không quan tâm đó, mình chỉ làm toán đi. Chứ tôi nghĩ là không phải là bảy mấy triệu đâu, nhiều hơn khắp Việt Nam là chín mấy triệu rồi, chứ làm sao bảy mấy triệu được. Không lẽ Covid nhiều người giảm? Không phải đâu, Covid không tới 1 triệu người chết rồi. Và giả sử sai số tuyệt đối của số liệu thống kê này nhỏ hơn 10.000 người, số nguyên tròn của số trên. Rồi, cái số quy tròn của số trên là mình hiểu là sao?
tức là ở đây là hàng 10.000 phải làm tròn hàng 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 trăm nghìn. À, vì nè, vì sai số tuyệt đối, vì nè sai số tuyệt đối ở hàng 10.000. À, hàng là 10.000 nên số làm tròn đến hàng nhân 10 lên đó là hàng 10 nhân 10 lên là hàng trăm nghìn, dẫn đến số quy tròn của số trên hàng trăm nghìn. Nè, năm là đơn vị 70, 600, 5.000, 10.000, 7 là trăm nghìn. Thì 7 số 1 này nó nhỏ hơn 5, làm tròn số, tức là nguyên cái khúc này hình là không hết ha. 7 chín 7 5 số không, tức là đây rồi, hiểu không? Chúng ta chọn đáp án là C. Về cái này từ 1 làm nhiều, nhưng mà tôi thấy cái này nó lạ, kiểu là năm 2022 ít quá, nhiều khi copy đâu sửa lại năm này cho vui thì sao, chứ nhân số mình là quá thấp gì đâu mà. Tôi không biết nữa nha, không biết là nó có thay đổi không. Tôi nhớ là Việt Nam là 90 mấy triệu lâu rồi, đây, có giảm đi cũng 1-2 triệu thôi chứ đâu mà giảm dữ. Rồi, một tổ học sinh gồm 10 học sinh có điểm kiểm tra cuối học kỳ 1 như sau. Tìm mod, mod tức là cái số ứng với cái tần số lớn, đúng không? Thì mình sắp xếp ấy, mẫu số liệu theo thứ tự không giảm. Cái này lớp 7 thì biết rồi. À, giờ 7 nè, 5 nè, 6 3 lần đúng không? À, 7 5 ở đây. 7 6 ở đây. 6 6 6. 8 7 8 7 đây, 8. Rồi cái gì nữa? 5 6 9, 5 ở đây. 6 ở đây. 9 ở đây. Thì cái số xuất hiện nhiều nhất là số 5 có 2 lần thôi. Đúng không? Số 6 thì 4 lần. À, số 7 2 lần, số 8 1 lần, 9 1 lần. Thì mod là ứng cái giá trị ứng với tần số lớn nhất cũng là giá trị là 6. Mod ký hiệu là mệnh tinh hồ là 8. À, thì chúng ta chọn là B. À, ta đi vào câu 25. Rồi. Cho bạn phát cái này tôi không học nữa, học một tuần có ngày học cái này tuần luôn. Cho mẫu số liệu thống kê như thế này, mỗi mẫu là cấp là chín, tìm phản tướng phân biệt một số liệu trên. Phản tướng phân biệt tức là lấy lớn nhất trừ nhỏ nhất, đúng không? À rồi, đúng hay sai đó là phản biến thiên, đúng không? Không phải là phản tướng phân biệt. Phản tướng phân biệt là mình phải dùng cái công thức này này này, phản tướng phân biệt. À, mình sẽ lấy V3 trừ cho V1 delta V phản tướng phân biệt. Đó, V3 là biết cách tính rồi đúng không? V3 trước chỉ rồi, chia cái mẫu số liệu nó ra. Ở V3 nó liên quan đến số trung vị, nó tùm lum ấy. Thì đầu tiên thì tính V3 chứ, mà từ 1 đến 9 mình biết rồi đúng không? Nè, V2 của nó, cái này là lẻ hay chẵn, này là lẻ chia thành hai vùng đúng không? Nó mình nghe đó. Thì cái này từ đây tới đây nè, cái dùng để nhớ của V1 đó. Còn V2 nó bằng 5 vì cái mẫu số liệu này ha. Đó, đây là nhân 2 thì ta có là tứ phân vị thứ nhất ha. Tứ phân vị thứ nhất làm lấy một số liệu là tứ phân vị thứ nhất thì mình biết có bốn đúng không? Bốn là chẵn, chẵn là n bốn bằng 2k là k bằng 2, mà chẵn á, chẵn là cái dưới đây nè, m e nó bằng 1/2 x k cộng 1 đó, tức là v1 thì nó bằng 1/2 m e, nó bằng m e luôn.
mà em cũng màu đỏ nha, tầng 1 tầng 2 XK là X2, tầng X2 tầng 1 là X3, X2 là bằng 2, X3 là bằng 3, vậy đây là 5 phần 2 đúng không? 5 phần 2 gì nữa đúng không? Rồi tứ phân vị thứ ba, thứ hai không cần tiền, thứ vị thứ ba là Q3 cũng y chang vậy luôn, nhưng mà mình lấy bên đây là xanh đó nha, tức là cái Q3 là dùng màu xanh, còn cái Q1 là dùng màu đỏ, cũng dùng công thức như thế. Còn em mở em 1/2 x2 x3 đó, 1/2 x2 là 7, x3 là 8, là 15/2. Rồi tiếp theo đó, mình lấy Q3 trừ cho Q1 đúng không, Q3 trừ Q1 chính là delta Q à, phản tứ phân vị, đây là phản tứ phân vị đó, nó hỏi tùm lum thứ trên đời đó. Mình mà yếu là mình không nhớ hết là khó mà làm, 15/2 trừ 5/2 cho nên phải học hết, là 10/2 là 5, chọn D. Đó, hiểu không? Để làm được điểm cao thì thật ra không có, nhưng mà đọc nó phải nhớ hết, nhớ rất nhiều so với những cái người bình thường là không phải nhớ hết những cái đó, mình ráng đi cho mình phải giỏi được ha. Rồi tiếp nè, cho cái nghiệm thức như này nó kêu tìm A3, anh thì A3 một là khai triển, hai là dùng thức tổng quát đúng không, nhưng một cái bài này chúng ta khai triển đi à, đừng dùng tổng quát, tổng quát là khi chúng ta to mũi n rồi đó mới là tổng quát, cái này lại có công thức xem xét giáo khoa được, cái tổng quát được. Đó, thì a chính là một, b chính là trừ 1/2 x a là 4/5, để mình dùng những thức như ta C5 chập 0 1 mũ 5, C5 chập 1 1 mũ 4, B đấy, C5 chập 2 1 mũ 3, B bình C5 chập 3 1 mũ 2, B mũ 3, C5 chập 4 1, B mũ 4, C5 chập 5 B mũ 5, C5 chập 0 là 1, 1 mũ 5 là 1, C5 là 5, 1 mũ 4 là 1, trừ 1 là 2, ít để lại C5 chập 2 là 10, mũ 3 là 1, trừ 1 2 bình phương là 1 phần 4 x bình, C5 chập 3 là 10, 1 phần 2 là 1, trừ 1 2 3 là 8 x phần 3, C5 chập 4 là 5 là 1, trừ 1 2 4 là 1, 16 x phần 4, C5 chập 5 là 1, trừ 1 phần 2 mũ 5 là 1 phần 32 x phần 5. Ta nhân vô, 1 x 1 là 1, 5 x 1 trừ 2 là trừ 5 phần 2 x, cộng 10 x 1 phần 4 là 10 phần 4 là 5 phần 2 x bình, rồi trừ 10 x 1 trừ 1 8 là trừ 10 phần 8 gọi là trừ 5 phần 4 x mũ 3, rồi cộng 5 phần 16 x mũ 5 phần 16 x mũ 4, trừ 1 phần 32 x mũ 5, vậy suy ra A3, A3 là những chút ít mũ 3 cho nên là trừ 5 phần 4. Rồi xong câu 1 hiểu ha, đó, thấy cũng nhanh nhỉ không, thầy cũng cố gắng để làm hai đề nhưng mà có lẽ là làm cũng nổi vậy ha, đề này nó dài thì có bao nhiêu phút để ta anh cho là 90 phút đúng không, là có 1 tiếng rưỡi thôi, tại sao thì làm lâu, tại vì đây là cho em hiểu, còn đi thi, người đi thi là trắc nghiệm nó là sẽ khác rồi, nó mất đỡ mất thời gian nên
À, biểu đồ đoạn thẳng ở hình 3 biểu diễn tốc độ tăng trưởng GDP ở Việt của Việt Nam vào giai đoạn là năm 2012 đến 2019. À, viết mẫu số liệu thống kê tăng tốc độ GDP nhận được từ bản biểu đồ hình 3. Rồi tính số trung bình phương xa và độ lệch chuẩn của một số liệu. Thì bây giờ mình sẽ sắp xếp theo thứ tự không giảm, đúng không? Làm sắp xếp mình dùng công thức là ra rồi, nó cho cái dạng biểu đồ à, sắp xếp nha, sắp xếp mẫu số liệu, đúng không? Mẫu số liệu theo thứ tự không giảm thì số nhỏ nhất là mình thấy là 5,25, còn số tiếp theo là 5,42, 5,98, 6,28. À, tức là ở đây 6,21 trước. Mình hiểu là 6,21 nó nhỏ 6,88 nha. 6,88. Đó, 6,81. À, 7,02 nó nhỏ 7,08. Rồi sau đó là số trung bình. Số trung bình biết công thức tính rồi. Đúng không? Số trung bình là cộng lại chia cho tổng của nó là bao nhiêu số đây, từ x1 đây là x1 2 3 4 5 6 7 8 thì là 8, thì cho 8. Số trung bình là cái hiệu x ngang, mình biết công thức này nha, số trung bình đây đó, x ngang này lấy tổng chia cho xn chia cho n chưa, thì đây nó cho là 5,25, 5,42, 5,98, 6,21, 6,38, 6,81, 7,82, 7,08. Các bạn nói sao nó dài lắm, thì vẫn lên đại học đi. Bạn mà làm cái phép toán mà chậm xem, có khi bạn làm 3 trang giấy mới ra được có câu. Tính toán phức tạp dài lắm, rất là dễ lắm. Còn bây giờ những khi bạn học phổ thông, bạn thấy thuộc một bài toán giải cái trang giấy là dài, không có. Nhiều mà nó giải mấy trang luôn, nó tính toán phức tạp lắm, cho nên nhiều khi bạn học ở phổ thông rồi thấy ở sau này nó khó, cái nếu mấy bạn không chịu đựng được những cái đó thì các bạn lên đại học là cũng nổi lắm. Nó còn càng ngày nó càng khó hơn, nhưng mà nếu mình có cái nền tảng của phổ thông thì lên đại học nhẹ lắm, đúng không? Nó giống như bây giờ bạn có được cái nền tảng của cấp 2 thì mình lên cấp 3 là học nhẹ vậy thôi. Còn bạn không có thì bạn cũng nặng hơn, thì nó cũng bị che thì có cái gì đâu. Ở đây là bao nhiêu, 6,306, thì cái mình coi cái bảng số liệu mình nó có hai chữ số học văn nè, thì đây mình làm tròn hai là 306 là 31, 6,31. Rồi chúng ta đi sắp xỉ à, trong cái thứ nhất, cái thứ hai phương xa, phương xa là mình có thức này, phương xa là s sắp giáo khoa mình đã để là s khoa x1 thì x trung bình, x2 thì x bình, x n thì x bình bình thường đó chia cho n thì thôi. Nó dài đúng không, phương sai á các bạn thì phải kiên nhẫn mới làm nổi, nếu còn không kiên nhẫn là cũng làm phải đọc 5,25 từ 6,31 bình thường, 5,42 6,31 bình thường, 5,98 chuyển sang phải 31 tình luôn. À, nói chung là thầy chấm chấm đi ha, cái cuối cùng nhưng mà đi thi không được chấm chấm thì giống thầy đi thi rồi ghi hết đó. À, đây là chấm chấm thôi nhưng mà đi thi đừng ghi chấm chấm giùm cái. À, chia cho ở đây là n đúng không, n là 8, đi thi là hơn được là chấm chấm. Rồi ở đây nè bấm máy như thế nào, à, 5,25
À, trừ cho hồi nãy đèn báo này, cái phone là 6231 mình bấm bằng cái đây mình lấy cái này là phím mềm đó, 5725 là trừ cho n bình vô nhập chưa gì nữa nhanh không, cộng là 5742 nè, trừ cho n bình vô cộng 5798 trừ cho n bình vô cộng cho 6,21 trừ cho n bình vô cộng 6,68 trừ n bình vô cộng 6,81 trừ n bình vô cộng 7,02 trừ n bình vô bằng 7,08 n bình vô chia cho 8 làm tròn 0,39 thành là 4,39,81,25. Rồi cái bài này làm tròn thì cũng được nhưng mà thôi để luôn kết quả là đi 4,39,81,25 cho nó giống đáp án. Đáp án nó là như thế. Tại sao cái trung bình này thì không làm tròn, cái gì trung bình làm tròn đưa vô bóp xỉu luôn. À, tiếp theo là gì đây, kêu mình tính độ là chuẩn, độ chuẩn chúng ta lấy căn bậc hai của đó nè, căn bậc hai của phương xa gọi là độ lệch chuẩn, cái hiệu là chữ S, kia là S bình. Đó, đơn giản quá đúng không? Rồi độ lệch chuẩn là S bằng căn của S bình phương căn 0,43982 bậc 25 đó chính xác phần đáp gì nó mới chính xác, chứ còn mình để cái kết quả làm tròn nó càng là dữ nữa. Bấm N lúc này làm tròn thì 0,663 thì làm tròn 66. Cái phương trai này muốn làm tròn thì mấy bạn phải làm tròn 0,44 lại đây, nhưng mà khi bạn thay vô kia thì bạn thay kết quả đó chỉ được cái thay kết quả làm tròn. Được không? Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu 2. Bây giờ tôi sẽ đi vào ba và chờ đợi 1 phút nhé, để uống nước nhé. Rồi, chuẩn bị tiến hành. Câu 3. Trong một buổi khiêu vũ, có đúng 10 cặp vợ chồng. Chọn ngẫu nhiên hai người lên khiêu vũ đầu tiên. Xác suất của biến cố chọn được hai người là vợ chồng. Vợ chồng là bao nhiêu, dễ quá. Và đầu tiên không nhân mẫu trước ha. Thì có bao nhiêu người, tổng cộng 10 cặp đó là 20 người nhé. Bạn hiểu 10 cặp là bạn hiểu 10 người là thua. Rồi, bạn hiểu 10 cặp chọn ra một cặp là gì, xem 10 chục 1 là bao nhiêu nấu ăn rồi đó. Nha, chọn ra hai người là phải dùng C20, C20 chọc 2 nhé. Ha, còn nhiều người dùng C10. À, chứ 10 chục 1 là sai rồi, đáng chịu. Nhiều đứa nó tưởng đâu 10 cặp chọn ra 1 cặp. Nếu mà chọn như vậy thì chắc chắn là người vợ chồng rồi, đúng không? Rồi, với đó là cái này có thể là khác nhau mà. Nên, tức là người ta mời ngẫu nhiên C20 này chọn 2 này đã làm 190. Rồi
Loại A là biến cố. Biến cố đã chọn được hai người là vợ chồng. Thì đơn giản nè, số khả năng sẽ là quan trọng là đọc cái này hiểu không, đúng không? Đó. Tức là đầu tiên mình phải chọn trước một thằng chồng, trong 10 chồng chọn ra một thằng là 10 cái chọn. Ví dụ chọn cái thằng đó là thằng Tèo đi, thằng Tèo có con vợ nó là con Tèo, cho nên mình sẽ chọn đúng con vợ nó có một cái chọn. Thế là 10 trong một là 10. Rồi vậy chúng ta mình sắp xếp dễ không? Đáp thứ để là nó đơn giản vậy thôi, không gì khó. Còn khi chúng ta đạt tới đỉnh cao thì chúng ta thấy dường như là bão hòa, đúng không? À, chúng ta làm cái giống như là làm cho vui chứ không có khó. À, tức là bạn học hiểu hết kiến thức đi mà thấy tự dễ, chỉ có vấn đề là nhanh hay chậm thôi. Tức là lúc đó bạn khỏe thì bạn làm nhanh, lúc đó bạn mệt bạn buồn ngủ hay là bạn nhức đầu bạn làm chậm, chứ còn dường như là bạn biết gần như là không có gì không biết. Rồi tự tự động bạn đạt, bạn làm nhiều đề đến một cái giai đoạn là đó, cái não bạn tự nó tổng hợp ra cho bạn cái kỹ năng luôn. À, mà bạn muốn giỏi là phải làm thật nhiều lên, và sau đó não bộ mình nó sẽ tiếp thu, nó tiếp nhận nhiều kiến thức, thì trong cái bộ não mình nó giống như con robot thì nó sẽ nhận được những cái tín hiệu đó, và nó sẽ tự lập trình ra cho cái logic để cho xử lý những cái bài khác. Và bạn cũng không biết tại sao mà mình biết làm luôn, không làm nhiều chứ mình giỏi vậy. Nói chung là vậy, chứ không phải là làm bài này hy vọng là nửa đi thi gì đó nó giống giống, không đừng nghĩ vậy. Mình học càng nhiều đến gì để cho cái bộ não mình nó xử lý thông tin càng nhiều, nó tự động nó cho ra cái kỹ năng nha. Chứ mấy bạn biết không, những người mà đánh cờ đó đâu đâu phải là họ đánh nhiều là giỏi đâu, tức như phải không phải là họ học nhiều, người giỏi là họ giỏi là do họ đánh nhiều ván, họ rút kinh nghiệm tự động giỏi lên, giống như robot cũng vậy đó. Nó mà đánh cờ với một cái hàng kiện tướng giỏi nhất thế giới đúng không, thì nó, kiện tướng nó đánh với nó vài lần hơn là nó học hết được những chiêu đó, là nó đánh thắng được nó luôn, và mãi mãi kiện tướng không bao giờ đánh bằng luôn. Nhưng ban đầu là nó thua vài ván vậy đó, mà cuối cùng là nó học được những cái kỹ năng đó là nó đánh thắng luôn, thắng là thắng hoài. À, vì con người mình nó mệt mỏi, robot nó đâu có biết mệt, nên có điện vô là nó có năng lượng là nó hoạt động. Cho nên mấy bạn hiểu cái bộ não mình cũng giống như vậy. À, rồi nói vậy thôi, cho nên muốn giỏi là phải gì, có cách là phải tiếp thu thật nhiều kiến thức. Cho đường thẳng D và điểm M, viết phương trình đường thẳng delta đi qua M và tạo với đề nó cũng lòng đó, hay không? Đường thẳng là phải có vectơ, tạo delta thì cái bài này chúng ta phải chặt một cái vectơ nào đó và chúng ta được chọn A với B, đúng không? Cái câu này cũng thường xuất hiện trong mấy cái đề thi khó, thì chúng ta sẽ gọi là ít có gặp cái dạng này đúng không, gọi N là AB. Thì làm nhiều đi biết hết cái gì đâu. Đó, với A bình cộng B bình phải khác không, tức là điều kiện vectơ pháp lý là hai số không được bằng không, nên phải có một số khác không, ít nhất một số. À, là vectơ pháp lý của đường thẳng delta. Tôi biết trong trường các bạn làm cái công thức là gì, đi qua điểm E có cái tổng tiến là lấy A nhân x trừ cho 1 cộng B nhân y trừ 2 bằng 0, đúng chưa? Thì phương trình tổng quát, nhưng mà tôi làm cái này nha, đường thẳng delta hóa dạng, tại vì tôi thích, thầy thích làm cái gì giống sách hơn. Còn những cái gì mà không có trong sách thì mình phải được phép là cái người ta được sử dụng chung nhiều nhất. Ừ. Rồi AX cộng B cộng C. Đó, rồi bây giờ mình sẽ lấy điểm M 1, 2 mình cho nó thuộc vào delta.
x bằng 1 y bằng 2, nếu a nhân 1 b nhân 2 cộng c bằng 0 thì a cộng 2b cộng c bằng 0. Mình rút c đó, thể rút thẳng c giáo thẳng nó lại, tại vì còn ab mới làm được, để chữ c vô làm tròn được, trừ a trừ 2b. Rồi vậy mình phải suy ra delta đây. Trừ a trừ 2b bằng 0, hiểu không? Rồi mình mới dùng cái góc đúng không? Rồi, dùng cái điều kiện góc. Rồi. Nó có là đường thẳng D. Đường thẳng delta có vectơ. Bây giờ tìm đường thẳng D. Có vectơ pháp tuyến là mấy đứa cũng đặt đây là n delta cho phân biệt với cái D ha. Rồi đây là ND. Đứng trước x là 3, đứng trước y là âm 2. Vì góc giữa hai đường thẳng 45 đúng không? Thì theo đề bài là có giống như nãy thôi nha. Cosine 45 độ bằng trị được đó cosine góc tạo bởi hai vectơ pháp tuyến đó là gì? ND và N delta. ND và N delta. Cắn lên, hiểu chưa? Đó, mấy bạn làm sao mà mấy bạn giải được đề xin giỏi. Có liên quan 10, 11, 12. Rồi, ra mấy cái đề thi đại học. Hết tất cả những cái đề thi trường chuyên. Mấy bạn thi tự tin liền. Tôi đảm bảo luôn, Bách Khoa nó sẽ mở rộng cánh cửa để chào các bạn vô, ví dụ có A không có khó để vô trường đó, chỉ có khó là các bạn có chịu không, hiểu ha, cố gắng lên nha mấy em. Không khó để vô trường đại học đó nha. Tức là D 3 nhân cho A trừ 2 này nhân cho B rồi căn A bình cộng B bình ha. A bình cộng cho trừ 2 bình A bình B bình. Cái này chính là 3A trừ 2B. Cái này chính là 3 bình là 9. Chứ 4 là 13. Căn A bình cộng B bình. Đó, có 45 là căn 2 chia 2. Rồi, ở đây mình nhân chéo và chiếu lại. Đó. Đây là 2 nhân cho trị được đó ở 3A trừ 2B. Đây là 2, căn 2 căn 13 là căn 26. Căn căn A bình B bình. Bình phương hai vế là 4, 3 bình là 9 A bình. Đúng không? Trừ 2 là AB, 2 3 6 8 2 12 AB cộng 2B bình là 4B bình. Học căn 26 bình 8 căn A bình cộng B bình. Rồi nhân vô. Được không? 49 36 A bình trừ 48 AB cộng 16 B bình bằng 26 A bình cộng 26 B bình chuyển về V đổi dấu đúng không, trừ trừ bằng không và rút gọn 36 trừ 26 là 10 A bình trừ 48 AB, 16 trừ 26 là trừ 10 B bình. Đó, quy trình chỉ cho bạn làm dễ nè, nhớ nha, bạn phải nhớ nè, nhớ là cái dạng này ha, 10 nhớ nha, x bình nhớ nha, 10 hai x bình, hai x bình cộng cho b x y cộng cho c y bình không, nó sẽ có hai nghiệm đó, mình hiểu không? Đó là x được chưa, sẽ bằng là x1 a y đó, x cho bằng x2 y phải đặt thêm x cộng x1 y x cộng x2 y, x cộng x2 này là bóng máy, x1 x2 này là bóng máy tính Casio. Rồi, vậy em bấm ra mod 922 nha, 10, đây là tuyệt chiêu đó,
Đáng nhớ cái này ở đây chỉ em đó, -10 nó ra là 5, x1 là 5, x2 là -1 phần 5, tức là mình đem đi nhát bây giờ đúng không? X tức là ở đây trường hợp đây là a đúng không, x1 là 5, y là b, tại phần này a nó bằng là gì, kinh nghiệm thứ hai là -1 phần 5, 5 b trên chiêu nha, chỉ về vế nè, a trừ 5b một không, còn này mình dùng 5 qua 5a mình trừ b đúng không, a trừ 5b một không hoặc là 5a cộng b một không đó, mình đừng có để cho cái mẫu được, cái kỹ năng này là 8 của chỉ rồi đó, mình sẽ đưa giờ là a trừ 5b và 5a cộng b một không, cái người ta hỏi sao anh biết được cái này hay đúng không, thì anh cứ nhân ra này là nó đã y chang, thì cái này nói chung là có sư phụ chỉ nha, còn không cần biết tại sao tôi biết, chỉ cần biết tôi biết là được rồi ha hiểu không, không cần biết là tại sao tôi biết, nhưng mà anh chỉ cần biết là tôi biết cái này là được rồi, đừng có hỏi sư phụ tôi là ai, giống như ở đâu em có tôn ngộ không, sư phụ ngươi là ai đúng không? Chỉ cần biết tôn ngộ không là ai là được rồi nha. A trừ 5B bằng không, hoặc là 5A cộng B bằng không. À, vậy đây là hiểu không? A nó bằng là 5B, hoặc là ở đây mình dùng B, B nó bằng là 5, trừ 5A cũng được. Hay là mình để đặt A này, còn là trừ B. Hiểu không? Đó, 5A là trừ B. Thì ở đây á, mình sẽ chọn, nếu mình chọn là B bằng không, hiểu không? Chọn B bằng không là coi như 5A luôn. Vì sao? Chọn B bằng không thì a nó một không không có thỏ, phải chọn cái số b khác không, cái này là phải chọn nha, chọn b bằng một à, thì mình sẽ suy ra được đó là a bằng 5 hoặc b bằng một nha, là 5a bằng trừ 1 đúng không, tức là khi là a bằng 5 là a bằng trừ 1 bằng 5 rồi cũng thôi hiểu không, đó thì chúng ta thỏ không, hai này đều thỏ, hỏi A bình cộng B bình khác không? Đấy là B nó bằng không, còn nếu mà chọn B bằng không thì A bằng không không phải đó. Cho nên A bằng 5 với B này cộng. Rồi vậy mình sẽ có cái hai đường thẳng này, được không? Tức là mình thay cho là mình sẽ rút gọn cho nó đẹp, mình tốc lộ nha. Rồi với A bằng 5 nè. A bằng 5, chữ này chữ và, chứ không được cái chữ mặt nha. A với A là mặt, nhưng mà A với B là ơn nhớ dùm cái, thì ta suy ra được cái đường thẳng của mình đó là D delta, delta thì nó có nhiều đường thẳng, các bạn có thể đặt delta 1, delta 2 là 5, A là 5 đúng không, năm x cộng cho BI là 1y, cộng cho C tức là trừ A đúng không, là mình sẽ suy ra C đây này là trừ a đúng không, để thay ở đây nữa. Tức là gì, trừ a tức là gì, trừ 5 trừ 2b, 2b b tức là 1 không, để tương đương nên là 1, 5x còn y à, trừ 7 bằng không à, với a bằng này và a bằng trừ 1 phần 5 rồi b bằng 1 thì mình suy ra delta 2 à, delta 2 của mình là a là trừ 1 5 à, x cộng bi là 1 y rồi à, trừ a mình trừ có trừ 1 phần 5 rồi, trừ 2b là 1 phần 0, nếu mà mình để số 5 gì nó xấu lắm, không mình quy đồng một chung 5 luôn là còn là trừ x đúng không, quy đồng lên là trừ 5 y, chỉ tổng 5 y ở này nhân 5 lên đúng không, là thành là 1, nhân 5 lên trừ 10 thành là trừ 9, nhưng mà để gì cũng xấu đó. Chuyển qua cho nó đẹp là nhu cộng, tức là chuyển qua bên phải x trừ 5 y, thường cái lúc đầu nó không thích để dấu trừ rồi, đó hai đường thẳng cần về hay không,
Đó, cái đề dài không, đâu phải dễ ăn con này đâu đúng không? Đó luôn. Về delta 1 hoặc là delta 2. Cầu giấy nữa ha. À, các đường thẳng cho tiền. Đó. Người ta thi là phải vậy đó. Yeah. Vì sau này thi đại học người ta mới điểm cao. Học học. Hiểu ha. Mình thì mấy cái đề dễ dễ thôi, được loại giỏi lên lãnh bằng khen mà thấy mắc nhục đúng không? Nhiều đứa học lên lãnh bằng khen về treo đầy nhà hết, ba mẹ tự hào lắm đúng không? Con thua lớn nào cũng loại giỏi, cuối cùng đâu ra đời đi làm công nhân, làm những gì chưa lớn lao. Tại vì sao? Cái môi trường học quá đơn giản, cái gì mà đơn giản quá thì sao mà có giá trị được? À, nói nhiều khi nói ra thì người ta nói mình nó móc nó méo nó tên cái kiểu này kiểu nọ, thế là như vậy. Học công học cao thì học cái kiểu đó thì mãi mãi mình giống như trong cái ao mình là con cá lớn, mình là chùm, mình bước ra cái sông là mình đã khác rồi, ra cái biển là mình khác rồi. Số 1 là phương trình đường tròn, biết đường tròn có tâm là y 1 trừ 1 và có một chữ tuyến là như thế này. Cái đường tròn có tâm và một chữ tuyến mà làm được, gọi là tâm có rồi, là bán kính là gì? Là khoảng cách từ cái tâm cho đến cái tuyến cái gì nữa ha. Đó là cái kiến thức này cũng cấp 2 như cái đó. Thì đường tròn có bán kính. Dễ không? Đấy, chơi giỏi lên. Phải làm nhiều đề khác nhau to quá luôn, làm đề nào cũng làm, trường chuyên nào cũng thử qua đó thì chỉ mới đậu được đại học. Còn tốt nghe cứ lấy cái đề học trong trường của mình làm thôi, tưởng nó giỏi dữ rồi. Vậy chắc là mấy em biết đâu mà tôi nói vậy á, mấy em lớn em hiểu hết, nhưng mà cũng có nhiều người không hiểu, cứ nghĩ là phải học thầy cô ở trên lớp bám sát chương trình, phải học những kiến thức ở những cái đề thi trong trong cái khu vực mình học, đó là một cái điều sai lầm lớn. Rồi thì chúng ta hiểu em cái phương trình đường tròn, chúng ta có là đường tròn mình đặt nó là chữ C, nó không nói đường tròn gì mình có quyền đặt chứ không phải là không được đặt đâu. Có tâm vì và bán kính R bằng 16 bằng 13, cho nên khi ra phương trình dùng cái dạng phương trình thứ nhất đúng không, x trừ x y bình phương, y trừ cho trừ một anh bằng một bình phương, 16 phần 13 bình phương bấm cái n bình phương gì nè, đó nó ra luôn 256 phần 169. Rồi xong câu B. Bây giờ đi đến câu 5 cuối cùng. Câu này. Này cũng bình thường. Rồi. Câu giấy. À, ở Hà Nội. Tôi thích giải cái đề học cái đề cấp 2 của Hà Nội. Cái đề học kỳ rồi thi tuyển sinh ở Hà Nội hay lắm. Rồi, một vật đồng thời bị ba lực tác động. Lực tác động thứ nhất là F1. Lực tác động thứ hai là F2. Có độ lớn 800, lực tác động thứ ba là F3 800. Các lực này biểu diễn bằng những vectơ như hình hài. Với F1, F2 là hợp nhân góc 30, F1, F3 là 45, F2, F3 là 75, tức là 30 và 45. Vậy tính độ lớn tổng hợp lực, các lực tác dụng lên. Thì ba lực mình chắc, thì mình hiểu không? Tổng là giống như phép cộng. Mình dùng hai cái đầu hay cái nào cũng được. Ví dụ thì dùng F1, F2 để nó ra một cái F khác. Hoặc là dùng F1, F3 để nó ra F khác. À, ví dụ F1, F3 nó ra F4 nha. F4 với F1 cộng lại nó ra F5. F5 chính là tổng hợp lực. Hiểu chưa? Phải có cái hình luôn này là cho nó nhanh nhé, chuẩn bị sẵn. Còn cái hình này chính là đề số sau nhưng mà làm kịp rồi. Nên.
Làm cái này là tới, nếu mà làm đề sau nữa 2 tiếng mấy nữa là tới 7 giờ luôn. Thì thôi kệ đi, làm đề này cũng được rồi, tuần sau làm tiếp. Cái quan trọng là mình phải cố gắng học cái nào là tích lũy tới đó như thầy nha. Tất nhiên làm nhiều là tốt, nhưng mà làm nhiều thì mình phải có cái thời gian. Trong trường hợp này mình muốn đủ thời gian nha. Thì mình sẽ đặt đang như cái hình vẽ chưa? Đặt F. Đó là F1. Chọn cho F2. Giống như bên lý gì đó, F3. Rồi mình sẽ gom lại F, F1 mình để lại nha. Còn F23 mình gom chung nha. F23 là cộng lại nè. Tức là nếu mà làm từ từ là như này. F1. Đó, mình sẽ gom chung lại. Liên quan đúng không? Có gì khó đâu. Đáng cho giỏi lên. Rồi. Luyện với mấy em là phải vô được mấy trường lớn. Chỗ này thành công. Hiểu không? Rồi, à, chúng ta sẽ dùng cái công thức quá quen. Đúng không? Chúng ta có cái gì? Công thức là gì? F23 độ lớn bằng F2 bình cộng F3 bình. Đúng không? Đoạn 2 F2 F3 nhân cosine góc học 7 F2 F3. Không, cái này là sắp hết học kỳ rồi. Nhanh không? Mới đầu nào vô học đầu năm, bây giờ hết năm, 2 năm nữa. Là cái là bắt đầu cuộc chiến, cuộc chiến tương lai nè đó. Mà nếu không có cố gắng là không có động lực ở đâu nha, thấy như vậy đó chứ không phải dễ ăn đâu. Biết bao nhiêu con người trên cả nước đúng không đó. Cùng vô một cái trường không hề đơn giản tí nào, tiêu con día là chết liền. Phải cố gắng nỗ lực hết sức. À, chúng ta cuộc đời chúng ta chỉ có một lần duy nhất, chứ đừng có hy vọng là năm sau thi lại. Đừng nghĩ gì lần đầu mà đậu là năm sau là thi lại cũng đậu, cho nên mình sẽ quyết tâm một lần duy nhất thôi. À, phải chiết ha, 1, 1, 7, 3, 4, 7 hình là 3 năm hay chỉ số đi ha. Đó, nó chưa làm tròn này, đến hàng đơn vị. Nhưng mà trong quá trình tính toán mình làm tròn hai, cuối cùng mình mới làm tròn đơn vị nha. Làm tròn hai giống như toán học ha, làm tròn ba thì càng tốt, làm tròn hai được rồi. 3, 4, 3, 5 được chưa? 1, 1, 7, 3, 5. Cho nên phải hấp nỗ lực hết sức lên, cho dù khó khăn bao nhiêu đi chăng nữa bạn phải ráng nỗ lực. Rồi có F23 nè, dây này mà F23 hợp với này là góc là bao nhiêu đúng không? Đó, có bạn hỏi F23 hợp với này góc bao nhiêu là mình tìm ra F đúng không? Thì cái góc này hợp là bao nhiêu? Theo mấy bạn góc này hợp là bao nhiêu? F23 với này thì ở đây mình phải tính ra chứ làm sao vậy, hiểu không? F phải tính cái góc này ra, tức là tính cái góc hợp bởi F1 với F23 đó. Mình dùng định lý cosine. Sao mà nhiều thứ quá đúng không? Thì đó là như thế. Bạn hãy cố gắng lên. Quyết tâm vô một cái trường đại học hết là uy tín. Mình phải cố gắng bằng khổ giá. F23 với F1 cũng nè. Tại vì mình cần F23 với F1 tổng hợp ra đúng không? F1 mình có rồi, F23 mình có rồi. Đó là mình dùng công thức F23 với F1 nha. Đó. Vậy ở đây mình sẽ dùng công thức F23 với F1 đúng không? F1 F23 phải ok hợp lý. F1 của mình là bao nhiêu? Hồi nãy là F gì? F
F3, F2, F3 đúng rồi. Giờ F1 bình phương cộng F2, F3 bình phương theo công thức hệ quả là chúng ta đúng không? Trừ cho 2 là F1, F2, F3 đúng không? Trừ cho, không phải, trừ cho F2 bình phương. Tại vì F1, F2, F3, F1 và F2, F3. F1 có rồi, F2, F3 có rồi. Nhưng ta tính được độ lớn F3 chúng ta có độ lớn của F1, tìm cái góc đó. À, vậy mình không làm được nhanh đâu, mình phải lấy cái góc F23 với F3 trước để đặt góc dưới này đúng không? Góc dưới này thì mình muốn tìm được cái góc trên này, mình sẽ dùng phép hiệu, mình sẽ lấy 45 độ đúng không, mình trừ cho cái góc dưới này nè. Tức là bài này hay đấy nha, tức là phải tính cái góc là giữa F F2 3 với F3 trước. À, ta dùng góc F 3 với F2 3 trước, F3 bình phương đúng không, F2 3 bình phương. Còn cái vector chỗ này là chính là F2, dùng quy tắc hệ quả của định lý cosine đúng không, F2 bình phương chia 2 F2 3 F3. Đó, F3 bình phương, F3 của mình là nhiêu? 800. Rồi, còn một cái số ở trên ha, là F3 bình phương là 117,35 bình phương trừ F2 bình phương. F2 bình phương nó là 600 phương. Người thông minh người ta sẽ để cái mền ở đường rất khó, được chưa? F23, F23 chính là 117,35 nhân F3 tức là 800. Đó, gò cái này rất là quan trọng nè, giữ nguyên cái đó, có máy 800 bình, còn n bình trừ 600 bình chia cho 2 nhân n nhân 800 cực kỳ chính xác. Đó. Vậy ở đây sẽ là 0,8549 là gần bằng 8 năm. Đúng không? Vậy này. 0,855. Rồi mình sẽ báo ra cái góc của nó. À, mình để cái end tiếp luôn, nó cho phép để end liên tục như vậy đó. Đúng không? Cái kỹ năng này là không ai dạy các bạn. Mà phải tự động nó được làm, các bạn quen. Còn để cái đã thành end thì bấm shift đó. Hè. Tức là 31,24 độ. Hiểu không? 31,24 độ. Để đó luôn. Chưa? 31,24 độ. Để đó, đừng có so. Rồi, hiểu ha? Sau đó mới là dùng cái góc này. À, thì mình sẽ tính ra cái góc giữa gì? Giữa hàng F1 với F23. F1 với F23 là mình sẽ lấy gì, lấy bốn F1 F3 đúng không, tức là giữa F1 với F2 mình trừ cho F1 F2 mình trừ cho góc F23 với F2 hiểu không, ta chấp F1 với F3 3 là 45 độ trên trừ cho cái góc giữa F2 với F23 sẽ là F1 F3 đúng không? F3 với F23. Rồi, ở đây mình sẽ dùng xấp xỉ đó. Đó là cái góc 45 độ tính trừ cho 31,24. Xấp xỉ tiếp lần nữa. Sẽ đây là 45. Đúng không? Độ lại lên. Đúng không? Nãy là cái gì, cái góc nãy là 31 là mấy độ đúng không, sẽ lấy 45 thôi chứ đừng có lấy cái đó trừ cho, nó ra là 13,75, năm là 76 thấy không, 13,76
để lắm được cái xóm đấy, hiểu không? Rồi chúng ta mới dùng cái công thức cuối cùng là góc F mỗi F3, cũng dùng cái định lý F. Dùng cái định lý tìm góc đó là F1 bình cộng F23 bình cộng 2F1 F23 nhân cosin góc rễ F1 của F23. Và tức là ở đây đúng ra là ghi xấp xỉ chứ là tại dùng thay vô là thay xấp xỉ rồi. Giờ F1 bình. F1 bình. Tức là đề cho F1 là 1500. Được chưa? Rồi F23 là trên 1117,35 bình. Cái này là nó còn luôn máy để luôn. 2F1. F1 của mình chính là F1 của mình hãy là 1500. Hãy nhân cho 1117,35 nhân cosin 13,76 độ đi. Nếu mà đã làm tròn đây, làm tròn này luôn, đã làm tròn một chỉ số. Nha, bấm ra cái là xong. Rồi căn 1500 bình cộng 1117,35 bình cộng 2 nhân 1500 nhân 1117,35 nhân cho cosin 13,76. Rồi làm tròn đơn vị 2598 thì chính là 2599. Hiểu không? 2599. Yêu cơ. Có thể là đáp án nó bị lệch. Nhưng mà thôi kệ, cứ làm phía sau ba cái lệnh lệch này thì chắc có lẽ là người ta cũng không bắt lỗi lắm. Nhưng mà đúng ra là có ở đây mới chuẩn. Được chưa? Chỗ này là mình đừng nên tính ra cái chỗ này, hồi nãy đúng ra đây là mình đoán cái bình phương ra trước thì ở dưới nó sẽ không bị lệch nha. Giờ nếu là làm chuẩn là như thế này nè, thì giờ sẽ là làm chuẩn như bạn xem. Tức là đầu tiên là 600 phần 600 bình cộng 800 bình mình sẽ làm siêu chuẩn luôn nè. Đó, cộng là 2 nhân 600 nè, nhân 800 nè, nhân quá 75 năm độ này. Rồi để cái số này luôn 1248466 à. 1248466 bảy 283. Cái này thật ra là mình đã làm tròn rồi, làm tròn thêm một lần nữa. Đó, mình khỏi làm tròn cái này cũng được, để này luôn. Đó. Để đó. Tức là cái máy ra hiện gì đầy đầy bộ cái nhớ của nó không có đưa vô được đó. Thì chỗ này cũng làm rồi. Tức là khi mình thay đây là nó làm tròn. Nó là một. Mình bình thường ra nó mắc cái căn 1248466283 cho nó chuẩn luôn. 1248466283. Thì ở đây mình bấm máy ra 800 bình cộng, hồi nãy là n đúng không, n cộng lấy 800 bình cộng n bình phương trừ 600 bình phương chia cho 2 nhân n nhân 800. Đó là nó ra là 780. Đấy, là cho ra kỳ gì? A bình, còn B bình, chỉ tiêu bình, hai nhân tóc màu rộng xạ luôn. Cái kia là căn nha, tự nhiên đưa bóng không có cái căn. À, cái này là
lỡ giờ bấm lại nè, là 1, 2, 4, 8, 4, 6, 6, 7, 2, 8, 3. À, rồi để đó. Ở dưới này là thiếu cái căn nè, hiểu không? F2 nè. F2 là mình phải, F23 là phải có cái căn. Thầy này là thiếu cái căn. Đó nè. À, nếu cái căn là sai đó, nghe chưa? F23 thiếu cái căn nha. À, đây mình sẽ bấm là 800 bình. Đó, cộng cho khi mà F23 bình phương lên là nó bắt cái căn rồi. Đúng không? Vì chỗ này không có bình phương nha. Cộng cho em trừ 600 bình chia cho 2. Đó, căn của em nhân 800 và 0,8549 nhé, là 0, 0,854963, 0,854963, 2972. Mình sẽ bấm ship đồ cái đó, ship code cái đó em, tức là 31 độ. Nhưng mà làm chuẩn luôn, 31 2 4 31 9 5, tức là làm theo cái dạng là bút khung luôn, là không để bị sai chỗ nào luôn, là cho phép làm gì luôn nha. 2 4 4 3 1 9 7 5 mình cứ để đi luôn, lấy 45 trừ cho anh này là 13, 13,75568, 7,55568, 0,25. Rồi đây mình sẽ đưa vô cái này cho xuống dòng này đi. À, thì chỗ này phải cẩn thận này, F1 bình, F1 của chúng ta là bao nhiêu? F1 của chúng ta là 1500 bình, F23 bình, F23 mình đã là 1, 2, 4, 8, 4, 6, 6, 2, 8, 3. Đúng không? Đã bình phương rồi, đã là mặt căn á. 1, 2, 4, 8, 4, 6, 6, 2, 8, 3. Cộng 2 nhân F1, 1, 5, 0. Nhân F3. Căn, F23 nó là căn. 1, 2, 4, 8, 4, 6, 6, 2, 8, 3. Rồi nhân cái cosin. Đó. 13,75568025 đó. Rồi, ở đây là chuẩn nhất luôn rồi đó, không còn cái nào chuẩn hơn. Rồi kết quả 13 phải mấy là còn giữ nè, đúng chưa? Rồi chúng ta bấm là căn 1500 bình phương cộng 1248 466 7283 cộng 2 nhân căn 2 nhân 500 nhân cho căn 1248 466 7283. Rồi bấm phím ra đây nhân cosin của n độ bằng 2598,9. Đó, 2598,9 là 2599. 2599 đó, như vậy là mình hiểu không? Là nó chuẩn luôn, nhưng mà phải là đáp án không chuẩn bằng đáp án của thầy. Nó bị lệch một đơn vị đó. Chưa? À, hoàn thành đề này, các bạn có thắc mắc nào không? Không đúng không? Kiểm tra cái đáp án lại cái mình nghĩ ha.